vạn pháp duy tâm tạo. Tất cả vô minh và giác ngộ đều bắt nguồn từ trong tâm, và vạn pháp tồn tại đều sinh khởi từ những hoạt động của tâm, cũng giống như những thứ khác nhau xuất hiện từ ống tay áo của nhà ảo thuật. Hoạt động của tâm không có giới hạn, chúng tạo thành môi trường xung quanh đời sống. Một tâm bất tịnh khiến cho xung quanh đó bất tịnh, một tâm thanh tịnh khiến cho xung quanh đó có những thứ thanh tịnh. Vì vậy, môi trường sống xung quanh không có giới hạn do hoạt động của tâm. Cũng như một bức tranh được vẽ từ một họa sĩ, môi trường xung quanh được tạo ra từ những hoạt động của tâm. Môi trường xung quanh được Đức Phật tạo ra từ sự thanh tịnh và không có nhiễm ô, còn môi trường của chúng sinh thông thường không được như vậy. Tâm gợi ra những sắc tướng khác nhau, cũng như một người họa sĩ tài năng tạo ra những bức tranh về những thế giới khác nhau. Không có gì ở trên thế gian không sinh ra từ tâm, một vị Phật giống như tâm của chúng ta, chúng sinh hữu tình cũng giống như chư Phật. Do đó không có sự khác biệt nào ở trong tâm, chư Phật và chúng hữu tình đều có khả năng sáng tạo, tạo ra vạn pháp. Đức Phật có một hiểu biết đúng đắn về vạn pháp vốn do vọng tâm sinh diệt và có tính hữu hạn tạo tác nên. Vì thế, những người biết được điều này có thể thấy được Đức Phật thực sự. Nhưng tâm tạo ra môi trường xung quanh không bao giờ thoát khỏi những ký ức sợ hãi hoặc sự than vãn, không chỉ trong quá khứ mà trong hiện tại và tương lai, bởi vì chúng xuất phát từ vô minh và tham muốn. Chính từ vô minh và tham muốn mà thế gian được tạo ra. Tất cả những nguyên nhân, điều kiện tương tác với nhau, đang xen chằng chịt với nhau đều tồn tại trong tâm chứ không phải nơi nào khác. Cả việc sống và chết đều xuất phát từ tâm và tồn tại ở trong tâm. Do vậy, khi tâm lo lắng về sống và chết, nghĩa là ta đang sống một cuộc đời chưa giác ngộ trong thế giới vô minh tạo ra bởi tâm vô minh. Nếu chúng ta biết rằng không có thế giới vô minh nào ngoài tâm, tâm vô minh lầm đường lạc lối đó sẽ trở nên sáng rõ. Và bởi vì chúng ta chấm dứt việc tạo ra những môi trường bất tịnh xung quanh nên chúng ta đạt được giác ngộ. Bằng cách này, thế giới của sống và chết do tâm tạo ra liên hệ với tâm, ràng buộc với tâm và do tâm chi phối. Tâm là bậc thầy tạo ra mọi tình huống, thế gian khổ đau có sinh tử do tâm vô minh tạo ra. Do đó, vạn pháp trước tiên đều do tâm kiểm soát, chế ngự, và vạn pháp là duy tâm tạo. Giống như những bánh xe đi theo con bò kéo xe, những khổ đau sẽ luôn bám theo người nói và làm với tâm bất tịnh. Còn với người nói và làm với tâm thiện thì an lạc sẽ xuất hiện với người đó như hình với bóng. Những người hành động ác nghiệp sẽ lưu lại ký ức về hành động này trong tàng thức, và đến khi nhân duyên nghiệp báo chín mùi, thời điểm hoàn trả ác nghiệp sẽ là không thể tránh khỏi. Ngược lại, những người hành động với động cơ chân thiện sẽ thấy an vui với suy nghĩ mình đã làm đúng, sẽ thấy an lạc với suy nghĩ rằng hành động thiện đó sẽ tiếp tục mang lại an lạc trong những kiếp sau. Tâm bất tịnh dễ khiến một người bị vấp ngã và chịu nhiều đau đớn, khổ sở hơn trên con đường khó khăn, chông gai. Nhưng nếu tâm thanh tịnh, con đường sẽ bằng phẳng và hành trình tràn đầy an bình. Một người có thân tâm thanh tịnh, con đường tu tập dẫn tới Phật quả sẽ phá vỡ mạng lưới của vọng tưởng bất tịnh, vì kỷ và ham muốn không chính đáng. Người có tâm an bình sẽ có sự bình an, do đó có thể ngày đêm tinh tiến trưởng dưỡng, trau dồi thân tâm. Tướng tùy tâm sinh, người có tâm từ bi sẽ được cải biến cả dung mạo lẫn số mệnh. Nuôi dưỡng lòng từ bi mới chính là cốt cách của người xinh đẹp. Cổ nhân thường nói tướng tùy tâm sinh, tâm tùy mệnh tạo. Người từ bi sẽ là người hạnh phúc, có khả năng cải tạo số mệnh. Chuyện kể rằng,
có vị dương tử tên là Bồ Đề đã xây cất một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Vì thế ông rất muốn Đức Phật đầy tôn kính là người đầu tiên bước chân vào nhà mình. Sau khi Bồ Đề dương tử thỉnh Phật đến nhà và được nhận lời, ông tất bật chuẩn bị mọi thứ để nghênh đón Đức Thế Tôn. Ông đặc biệt cho trải một tấm vải trắng từ trong nhà xuống tới tam cấp, ra thẳng tới cổng. Khi Đức Phật cùng Thánh đệ tử đến, ông thỉnh Phật hãy đặt chân lên tấm vải trắng này và bước vào tòa lâu đài để ban phước báo. Đức Phật im lặng và đứng tại chỗ. Lần thứ hai, Bồ Đề Dương Tử tiếp tục thỉnh nữa, Đức Phật vẫn im lặng, rồi lần thứ ba cũng lại như thế. Lúc đó, Đức A Nan hiểu được ý của Đức Phật, bèn nói: Đức Thế Tôn không thể để chân mình bước lên tấm vải trắng, vì Đức Thế Tôn đang nghĩ đến người nghèo. Bồ Đề Dương Tử nghe lời, vội cuốn tấm vải trắng đó lên. Lúc đó Đức Thế Tôn mới đi vào tòa lâu đài. Sở dĩ Đức Phật không bước lên tấm vải trắng tinh mà Bồ Đề Dương Tử trải là vì Ngài nghĩ đến người nghèo Ấn Độ, những người còn không có quần áo lành lặn mà ăn mặc. Đây chỉ là một trong vô số câu chuyện về lòng từ bi sâu sắc của Đức Phật. Từ bi chính là biết lo lắng, đồng cảm với những thống khổ, bất hạnh của người khác. Hiểu đúng, từ bi là một thứ tình cảm, đó là một cảm giác đau khổ được chia sẻ, nó thường hợp nhất với lòng mong muốn, làm vơi đi sự đau khổ của người khác, để thể hiện lòng tốt đặc biệt cho những người đau khổ. Lòng từ bi chủ yếu phát sinh từ sự đồng cảm, và thường được mô tả đặc điểm qua các hành động. Trong đó một người nào hành động với lòng từ bi sẽ tìm cách giúp đỡ những người mà họ cảm thấy từ bi. Nói chung những hành động từ bi được xem là những hành động hướng đến sự đau khổ của người khác và nỗ lực làm vơi đi sự đau khổ đó như thể đau khổ đó là của chính mình. Lòng từ bi khác với các hình thức giúp đỡ hay cư xử nhân đạo. Trong đó sự tập trung của nó chủ yếu là làm vơi đi đau khổ. Lợi ích của lòng từ bi. Mỗi con người sinh ra đều có tâm thiện. Tâm thiện càng lớn, lòng từ bi cũng từ đó được nuôi dưỡng. Mang lòng từ bi để chia sẻ với người khác sẽ giúp cho lòng thanh thản, giảm bớt thói xấu và đem lại cuộc sống hạnh phúc hơn. Cổ nhân thường có câu: tướng tùy tâm sinh, mệnh tùy tâm tạo. Ai cũng đều từ cha mẹ sinh ra, nhưng khi lớn lên, nếu là người có tâm từ bi, từ thiện, sẽ cải biến được cả dung mạo lẫn số mệnh của mình. Dưới đây là những lợi ích mà lòng từ bi mang lại cho chúng ta. Thứ nhất, người luôn từ bi sẽ ngày càng trở nên xinh đẹp, tướng tùy tâm sinh. Đúng vậy, người luôn giữ sự từ bi thì mặt mũi nhìn rất hiền lành, thiện lương, không thể nào trở thành hung ác được. Thứ hai, phúc khí tràn đầy. Người từ bi, phúc khí sẽ luôn theo bên người. Càng từ bi phúc khí càng nhiều, người không thể từ bi thì cũng sẽ không có phúc khí. Thứ ba, ngủ ngon. Người từ bi sẽ có giấc ngủ thật an lành, không mộng mị, sợ hãi, bất an. Thứ tư, cảm giác bình an. Cảm giác bình an chỉ có thể thấy ở người từ bi. Đơn cử một ví dụ, hôm nay bạn đối xử không tốt với ai đó, bạn sẽ lập tức cảm thấy bất an vì lo sợ người đó sẽ tìm cách trả thù bạn. Nếu bạn từ bi thì sẽ chủ động tìm đến người ta để nhận lỗi. Nếu như người đó không bỏ qua cho bạn, bạn cũng sẽ không ôm hận trong lòng, giữ tâm trong sáng, buông hết thảy chấp trước vào lợi ích, nội tâm tràn ngập tường hòa. Thứ năm, không gặp ác mộng. Chỉ có người lòng mang đầy thù hận mới hay gặp ác mộng. Người từ bi thường sẽ không bị mộng mị gì,
hoặc chỉ là những giấc mơ mỹ hảo làm tinh thần thêm hưng phấn. Thứ sáu, được trời cao bảo hộ. Một người có lòng từ bi thì thần hộ pháp hay Bồ Tát trên trời sẽ bảo hộ người đó. Ngày nay có được bao nhiêu người có tâm từ bi? Từ bi thật không dễ dàng, phải là người có tâm đại nhẫn. Ngẫm lại mới thấy từ bi là điều vô cùng quan trọng. Nếu như một người không hiểu được từ bi thì sẽ không hiểu được tu tâm là gì. Từ bi cũng là một trong những điều cơ bản nhất trong tu hành. Bất kể bạn đã bao nhiêu tuổi, hãy luôn giữ lấy sự từ bi. Người từ bi mới có thể được người khác quý mến và được thần Phật phù hộ. Từ bi nhất định sẽ làm cho bạn đạt được hồi báo mãi mãi. Cuộc đời bể dâu, từ bi nhất định sẽ vượt qua được sóng to gió lớn. Trong trời đất, hết thảy đều là nhờ vào từ bi mà trở nên mỹ hảo. Hết thảy đều là nhờ vào từ bi mà trở nên không tầm thường. Tâm thiện là vàng kim, thiện lương là bùa hộ mệnh tốt nhất của con người. Lạp Tư Kim từng nói, không có dung mạo cao quý nào khác ngoài một tâm hồn chân thành. Hoa dù đẹp nhưng không có gốc sẽ khô héo, nước dù trong nhưng không có nguồn sẽ khô cạn. Mỗi cá nhân đều giống như một cánh diều, dây đủ chắc đủ dài mới có thể bay xa. Nếu không như thế thì con diều dẫu đẹp đến đâu cũng chỉ đáng nằm trong rương mà thôi. Con người nên dưỡng thân nghèo và dưỡng tâm giàu, sinh hoạt nên đạm bạc, nội tâm nên phong phú. Dưỡng thân nghèo. Có câu rằng, con trai dưỡng nghèo, con gái dưỡng giàu. Thực ra dù là trai hay gái thì đều nên dưỡng thân nghèo. Dưỡng thân nghèo là một quá trình tỉa cành cắt gai, rèn luyện bản thân, không ngừng tu dưỡng trong gian khó. Dưỡng thân nghèo nghĩa là đừng quá xem trọng những truy cầu vật chất hay những mong muốn tiền tài. Mong muốn vừa đủ có thể thúc giục con người tiến bộ, nhưng hễ mong muốn bành trướng thì sẽ mê hoặc nhân tâm, khiến con người nhìn không ra phương hướng, đi sang phía lầm lạc. Dục vọng là vô cùng, người ta nên học cách kiềm chế bản thân. Dục vọng thái quá sẽ khiến ta không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ biết đủ, khiến ta cảm thấy thân tâm mệt mỏi. Biết đủ mới có thể đạt được niềm vui lâu dài. Bạn có thể nỗ lực vươn lên hàng đầu, nhưng không phải lúc nào cũng yêu cầu bản thân vươn lên hạng nhất. Bạn có thể xem trọng tiền bạc, nhưng không nên chỉ biết đến tiền. Bạn có thể vì nhà cao cửa rộng mà nỗ lực, nhưng không nhất thiết lấy nhà ấy làm mục tiêu duy nhất. Hãy để cho bản thân thả lỏng, sống nghèo một chút cũng không có gì là xấu. Trong tâm lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc danh vọng thì làm sao có thể gia tăng khí chất cho mình. Nhà to xe đẹp cũng không thể khiến bạn được tôn trọng. Cháo rau là một bữa ăn, hải sâm tổ yến cũng là một bữa ăn. Nhà cao cửa rộng khắp nơi nhưng rốt cuộc cũng chỉ cần một không gian nho nhỏ. Đừng xem vật chất quan trọng quá. Con người mà, sống vui vẻ mới là ý nghĩa nhất. Dưỡng thân nghèo cũng có nghĩa là đừng xem thể diện quan trọng quá. Người phương Đông rất coi trọng thể diện, thậm chí có người vì thể diện mà bị đấm sưng mặt lại nói là béo tốt, bị đánh ngã lại nói là gan dạ kiên cường. Thực ra thể diện không phải là thứ quyết định hạnh phúc của bạn. Thể diện thật sự không phải là dùng tiền mà thể hiện ra được. Giống như khi đối diện với nhà giàu mới nổi, bạn sẽ không quá tôn trọng họ. Thể diện thật sự là từ nội tâm mà thể hiện ra, là khí chất tự nhiên toát lên qua phong thái, xưa nay không có quan hệ gì với tiền bạc. Không nên phụ thuộc vào thể diện, cũng đừng vì thể diện mà làm những việc bản thân không thể làm. Làm tốt những việc trong phạm vi năng lực của mình mới là có thể diện thực sự.
Hoàng đế Nội Kinh nhấn mạnh đạo lý âm dương cân bằng, gió mạnh ác động, nóng quá ác sưng, hành quá ác khô. Dưỡng thân nghèo ở mức độ vừa phải không chỉ thích hợp với đông y, mà còn thích hợp với cuộc sống, là trí tuệ của tổ tiên chúng ta dạy. Dưỡng tâm giàu, tâm tốt mệnh không tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phúc chuyển thành họa. Tâm tốt mệnh không tốt, họa chuyển thành phúc báo. Cho nên, tâm là cội rễ của con người, là nguồn của sinh mệnh, là gốc của cuộc sống. Dưỡng tâm giàu là nên khoan hậu, thiện lương. Thiện lương là bùa hộ mệnh tốt nhất của con người. Nếu tâm bất thiện, dưới một kích động nào đó thì có thể sẽ đi sang đường tà. Nếu trong tâm khoan hậu và thiện lương thì sẽ sống một cuộc đời tích cực an vui. William Shakespeare từng nói, tâm thiện là vàng kim. Victor Hugo cũng cho rằng, thiện lương là viên ngọc quý trong lịch sử. Người thiện lương hầu như vượt trội hơn cả người vĩ đại. Thiện lương và rộng lượng là thẻ tín dụng của con người. Người ta rất sẵn lòng hợp tác và cộng sự với những người thiện lương. Điều đó không chỉ âm thầm mở rộng mối nhân duyên mà đồng thời còn gia tăng cơ hội cho chúng ta. Làm người thiện lương và rộng rãi chính là ôm giữ thiện niệm từ đầu đến cuối. Nội tâm mỗi người đều tồn tại một tên tiểu nhân ám muội. Người thiện lương sẽ khóa chặt tên tiểu nhân đó vào cùng sắt. Vì người thiện lương không tích lũy gian xảo, không làm việc hư giả và giữ được chân thành thực sự. Dưỡng tâm giàu thì trong người có bảo vật. Nội tâm của một người giàu có hay không, mấu chốt là trong tâm có thứ đó hay không. Hiện tại chúng ta đều truy cầu tâm hồn thú vị, mà tâm hồn thú vị chính là biểu hiện của nội tâm phong phú. Nội tâm mà trống không thì sẽ làm giảm giá trị của bản thân. Dưỡng tâm giàu chính là nuôi dưỡng chân tâm, mà đọc sách lại là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn. Lấy thời gian nói chuyện tầm phào để đọc sách xem báo, dùng nó làm phong phú nội tâm cho bản thân và khối óc. Như thế khi gặp vấn đề mới có thể trầm tĩnh, không hoang mang. Ngoài đọc sách thì việc suy nghĩ và quan sát thực tiễn cũng là một phương pháp tốt để làm phong phú tâm hồn. Kinh nghiệm dày dặn, kiến thức vững vàng và phạm vi suy nghĩ của cá nhân cũng rộng mở. Đọc dạng cuốn sách, đi dạng dặm đường, cả đôi chân và khối óc đều nên vận động, trong tâm sẽ cảm ngộ được nhiều điều hơn. Hoàng đế Nội Kinh viết rằng, trời có bốn mùa, có ngũ hành, còn trong thân thể con người, tâm là căn bản. Trong quá trình của đời người, tâm hồn cũng có đầy đủ những ảnh hưởng mà không thể xóa nhòa. Dưỡng thân nghèo, dưỡng tâm giàu, điều chúng ta cầu không phải là tiền đầy túi mà là một tâm hồn thiện lương và một hiểu biết sâu xa. Muốn có tướng mạo thoát tục, hãy có nội tâm phi phàm. Nếu muốn có một vẻ ngoài thoát tục, thì trước hết cần phải có một nội tâm phi phàm. Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln từng phỏng vấn một nhân viên ứng tuyển vào Nhà Trắng. Trợ lý của ông cho rằng ứng viên này là người có năng lực, nhưng Lincoln lại không chấp nhận anh ta. Người trợ lý hỏi, ngài cảm thấy anh ta không tốt sao? Lincoln trả lời, không phải, mà là vì tôi không thích ngoại hình của anh ta. Người trợ lý thắc mắc, bèn hỏi tiếp, vẻ ngoài không ưa nhìn chẳng nhẽ cũng là lỗi của anh ta sao? Lincoln đáp, ngoại hình của một người trước 40 tuổi là do cha mẹ quyết định, nhưng ngoại hình sau 40 tuổi là do bản thân anh ta quyết định. Đúng vậy, ngoại hình mà cha mẹ ban cho không có cách nào thay đổi, nhưng nhân cách và những trải nghiệm trong cuộc sống sẽ để lại dấu ấn trên khuôn mặt, lời nói và hành vi của mỗi người.
Dung mạo của một người trong nửa cuối cuộc đời là do nhân cách và phẩm giá mà thành. Có một truyền thuyết kể rằng, ở Sơn Đông có một người thợ điêu khắc rất giỏi, đặc biệt có sở trường khắc họa hình yêu ma quỷ quái. Những tác phẩm của anh vô cùng sống động, linh hoạt, nhận được rất nhiều lời tán dương. Ngày tháng trôi qua, công việc làm ăn của anh cũng ngày càng phát đạt, giúp anh kiếm được rất nhiều tiền. Tình cờ, người thợ điêu khắc nhìn vào gương và phát hiện khuôn mặt của anh không biết từ lúc nào trở nên hung ác và xấu xí. Anh đã thăm khám rất nhiều danh y nổi tiếng mà không tìm được phương thuốc chữa. Một ngày nọ, người thợ điêu khắc đến thăm chùa và đã kể lại nỗi khổ tâm của mình với vị hòa thượng trụ trì. Vị hòa thượng nói, bần tăng có thể thực hiện nguyện vọng của thí chủ, nhưng trước hết thí chủ cần phải làm cho chùa các pho tượng Quan Âm với đủ mọi thần thái khác nhau. Để hoàn thành tâm nguyện của bản thân, người thợ điêu khắc đã đồng ý với điều kiện này. Trong tín ngưỡng dân gian, Quan Âm Bồ Tát là biểu tượng của sự từ bi, nhân từ, thể hiện ra sức mạnh vô biên của Phật Pháp. Dung mạo của Quan Âm cũng là hình tượng hóa cho những khái niệm này. Vậy nên trong quá trình chế tác, anh ta đã không ngừng nghiên cứu về tâm thái và thần khí của Quan Âm, suy xét về biểu cảm của Quan Âm, đến mức có những lúc anh gần như quên đi chính mình, hoàn toàn cảm thấy mình là Quan Thế Âm. Nửa năm sau, những bức tượng Quan Âm với các thần thái khác nhau đã được hoàn thành và đặt trang trọng trong khuôn viên nhà chùa, khiến người xem không khỏi tán dương ca ngợi. Lúc này, người thợ thủ công cũng bất ngờ phát hiện tướng mạo của anh đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Nét mặt từ bi, hòa nhã, phong thái trang nghiêm, đỉnh đạt đường hoàng. Bệnh của anh không cần chữa mà tự khỏi. Người xưa có câu, tâm sinh tướng. Tướng là tấm gương phản chiếu nội tâm, và ngoại hình là biểu hiện của nội tâm. Tâm thế nào thì ngoại hình sẽ thế ấy. Nên cũng nói, tướng là kết quả của tâm, còn tâm là nguyên nhân của tướng. Vì vậy, nếu muốn có tướng mạo thoát tục thì trước hết cần có một nội tâm phi phàm. Đại thi hào Tô Thức từng viết, phúc hữu thi thư khí tự hoa, bụng chứa sách vở tất mặt mũi sáng sủa. Cho dù trên thân khoác bộ áo vải thô kệch, như nếu trong tâm đầy thơ ca bác học, thì tướng mạo bên ngoài tự nhiên cũng sẽ quý phái cao sang. Cũng giống như một căn phòng, nếu bên trong chứa đầy rác sẽ phát mùi xú uế, nếu chứa đầy hoa tươi sẽ có hương thơm ngát, và nếu bên trong là kim cương thì căn phòng ấy sẽ tỏa sáng lấp lánh. Một người nếu nội tâm chân thành, lương thiện, khiêm nhường, vậy thì khi xử lý mọi chuyện sẽ thể hiện ra sự từ bi, ôn hòa và chính nghĩa. Dung mạo là cửa sổ của nội tâm, dung mạo cũng là tấm gương phản chiếu tâm hồn. Đẹp và xấu không phải dựa trên ngũ quan mà đánh giá. Tâm trí cởi mở, nhân cách tốt xấu và những trải nghiệm của đời người sẽ hòa tan vào cơ thể, dần dần tạo nên khí chất và phong thái của mỗi người. Đây mới là tiêu chuẩn của đẹp và xấu, cũng là câu trả lời của cố Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln trong câu chuyện chúng ta vừa kể. Hành thiện tích đức có thể thay đổi số mệnh con người. Cuộc đời của Diên Liễu Phàm đã được định trước, nhưng vì sao ông vẫn thay đổi được vận mệnh của mình? Diên Liễu Phàm là tác giả của bộ sách Liễu Phàm Tứ Quấn. Ông tên là Diên Hoàng, tự Khôn Nghi, là người huyện Ngô Giang, Giang Tô Triều Minh. Cuộc đời của ông đã từng được một cao nhân dự đoán vô cùng chuẩn xác, nhưng sau này ông đã thay đổi được vận mệnh của mình. Gặp cao nhân toán mệnh như thần. Liễu Phàm mồ côi cha từ nhỏ,
năm Liễu phàm lên 10 thì mẹ ông có ý muốn con trai bỏ nho theo y, hành nghề thầy thuốc, vừa có thể kiếm tiền nuôi bản thân vừa có thể cứu người. Một lần, Liễu phàm đến thăm chùa Từ Dân thì gặp một cụ già có tướng mạo phi phàm, mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Cụ già giới thiệu mình họ Khổng, là người dân Nam. Cụ già hỏi, cậu là người có mệnh quan trường, sang năm có thể tham dự kỳ thi, đã vào nghiệp học rồi sao lại không đọc sách? Viên Liễu phàm kể cho cụ già nghe chuyện mẹ muốn ông từ bỏ đọc sách để học y thuật. Cụ già nói với Viên Liễu phàm rằng, lão đã được chân truyền Hoàng Cực số mà tiên sinh Thiệu Khang Tiết đời Tống rất tinh thông. Viên Liễu phàm bèn đưa Khổng tiên sinh về nhà và kể hết sự tình cho mẹ. Mẹ ông nói, tiên sinh đã tinh thông số mệnh, vậy hãy xin cụ toán quẻ cho con trai tôi, thử xem có ứng nghiệm hay không. Kết quả những điều dự đoán đều vô cùng ứng nghiệm. Khổng tiên sinh còn toán quái quạ phúc hung cát cho Viên Liễu phàm. Cụ nói đến năm nào thì thi đỗ, trên bảng xếp thứ mấy, năm nào được bổ nhiệm làm lẫm sinh, học trò được vua cấp lương, năm nào làm cống sinh, nhân tài được chọn vào học Quốc Tử Giám, năm nào xuất cống, học xong Quốc Tử Giám, và năm nào làm quan ở huyện nào. Cụ còn đoán rằng Liễu phàm làm quan được 3 năm rưỡi thì từ chức trở về quê, đến giờ Sửu ngày 14 tháng 8 năm 53 tuổi sẽ hết mệnh lìa đời. Trong mệnh đã chú định là không có con trai kế tự. Viên Liễu phàm ghi chép chi tiết lời của tiên sinh và lại tiếp tục theo con đường nho học. Từ đó trở đi, hết thảy mọi việc như năm nào dự thi, thi đỗ xếp thứ mấy, đều không sai khác so với những điều Khổng tiên sinh đã tính. Theo dự đoán của Khổng tiên sinh, Liễu phàm làm lẫm sinh đến khi lĩnh được 91 thạch năm đấu gạo thì mới xuất cống. Nhưng khi lĩnh được 71 thạch thì học đài đồ tông sư, chức vụ học đài tương đương với giám đốc sở giáo dục ngày nay, đã phê chuẩn cho ông là đã học xong cống sinh. Viên Liễu phàm tự hỏi liệu những điều Khổng tiên sinh dự đoán có còn chính xác hay không. Sau đó, một vị đại diện học đài là Dương Tông Sư bác bỏ quyết định ấy, phán rằng Liễu phàm chưa thể tốt nghiệp cống sinh, mãi cho đến năm Đinh Mão mới phê chuẩn cho ông tốt nghiệp. Liễu phàm lại phải ăn gạo lẫm mễ một thời gian nữa, cộng thêm 71 thạch trước kia thì vừa dặn là 91 thạch năm đấu. Sau lần trắc trở này, Viên Liễu phàm càng tin rằng công danh tiến thoái chìm nổi của một đời người đều ở trong mệnh, còn dẫn đến sớm hay muộn thì đều có thời điểm. Do đó tất cả mọi sự việc ông đều coi nhẹ, không truy cầu điều chi. Duyên gặp cao tăng, ngộ ra cách thay đổi vận mệnh. Bởi cho rằng đời người đã định trước, nên Viên Liễu phàm luôn dùng thái độ thản nhiên mà đối đãi với cuộc sống. Khi được chọn làm cống sinh, theo quy định ông sẽ đến Quốc Tử Giám ở Nam Kinh để đọc sách. Nhưng trước khi vào Quốc Tử Giám, ông đã đến bái kiến thiền sư Dân Cốc, vốn là một cao tăng đắc đạo. Trong thiền phòng, thiền sư Dân Cốc hỏi Liễu phàm, từ khi cậu bước vào đến giờ, tôi chưa thấy cậu khởi một vọng niệm nào, nguyên cớ nào như vậy? Viên Liễu phàm thành thật trả lời, mệnh của con đã được Khổng tiên sinh tính trước, đã định sẵn cả rồi. Khi nào sống, khi nào chết, khi nào đắc ý, khi nào thất ý, tất cả đều có định số, không có cách nào thay đổi được. Cho dù có suy nghĩ loạn cả lên thì cũng có gì tốt đâu, cũng chỉ là lo lắng vô ích. Do đó con thành thực không suy nghĩ, trong tâm cũng không có vọng tưởng gì. Thiền sư Dân Cốc mỉm cười và nói, ta cứ tưởng rằng cậu là một hào kiệt hiếm có, nào biết cậu cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Viên Liễu phàm hỏi,
Thưa thiền sư, tại sao vậy? Thiền sư Dân Cốc nói với Diên Liễu Phàm rằng, là người bình thường, không thể nói là không có suy nghĩ loạn bậy. Nếu đã có cái tâm vọng tưởng suy nghĩ không ngừng, thì sẽ bị khí số âm dương ước thúc. Khi đã bị khí số âm dương ước thúc thì chính là số đã định, vận mệnh đã an bài. Tuy nói là số đã định nhưng chỉ người bình thường thì mới bị số ước thúc. Còn với một người cực thiện thì số không thể nào ước thúc họ được. Kinh dịch mở đầu chương thứ nhất có viết: Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, nhà tích thiện ác có dư phúc lành, chính là như vậy. Do đó mệnh là có thể tự mình thay đổi được. Phật Pháp giúp con người nhìn thấu sức mạnh của cái lý cực thiện và cực ác. Nhìn thấu rồi chiếu theo làm. Mệnh do bản thân mình tạo, phúc do bản thân mình cầu. Mình tạo ác thì tự nhiên giảm phúc, mình tu thiện thì tự nhiên đắc phúc. Trong các sách thi thư xưa đều đã nói, tất cả đều chân thực, là những bài học giáo huấn rất rõ ràng. Cũng viết rằng, một người nếu cầu phú quý thì sẽ được phú quý, nếu cầu con cái thì sẽ được con cái, nếu cầu trường thọ thì sẽ được trường thọ. Một lời nói thức tỉnh người trong mộng, Diên Liễu Phàm đã bắt đầu con đường thay đổi vận mệnh của mình. Từ đó trở đi ông luôn thận trọng hết sức để không đắc tội với trời đất quỷ thần. Gặp người ghét mình, phỉ báng mình, ông vẫn điềm nhiên tiếp nhận, không so đo tính toán tranh luận với người đời. Năm thứ hai sau khi gặp thiền sư Dân Cốc, Liễu Phàm đến bộ lễ thi khoa cử. Theo mệnh mà Khổng Tiên Sinh dự đoán, ông sẽ đỗ ở vị trí thứ ba. Nào ngờ tên ông lại xếp thứ nhất. Những lời Khổng Tiên Sinh nói đã bắt đầu không còn linh nghiệm nữa. Khổng Tiên Sinh dự đoán là ông không đỗ cử nhân. Nào ngờ đến kỳ thi hương mùa thu, ông đã đỗ cử nhân, vốn không phải điều mà trong mệnh đã chú định. Liễu Phàm lại phát nguyện làm 3.000 việc thiện. Trải qua hơn 10 năm nỗ lực, ông mới hoàn thành 3.000 việc thiện đó. Sau đó vợ của ông sinh quý tử, đặt tên là Thiên Khải, ý nghĩa là trời khai mở. Sau này mỗi khi làm được một việc thiện, ông đều lấy bút ghi chép lại. Phu nhân của ông vốn không biết chữ, mỗi lần chồng làm được một việc thiện, bà đều dùng lông ống của lông ngỗng in một vòng tròn đánh dấu. Có khi một ngày có thêm hơn chục vòng tròn đỏ. Đến năm Bính Tuất, Liễu Phàm đỗ tiến sĩ, bộ lại liền bổ nhiệm ông làm quan đứng đầu huyện Bảo Đệ. Ông lại phát tâm nguyện làm một dạng việc thiện nữa. Khi làm quan huyện Bảo Đệ, ông đã chuẩn bị sẵn một quyển sổ nhỏ có các ô vuông, gọi là cuốn sổ trị tâm thiên. Bởi ông sợ trong tâm sinh tà niệm, nên gọi là trị tâm, trị sửa cái tâm. Hàng ngày mỗi khi thức dậy, hay khi ngồi thẩm án trên công đường, ông bảo người đem quyển sổ trị tâm thiên để trên bàn làm việc. Những việc thiện, việc ác, việc tốt, việc xấu, dù nhỏ nhưng đều được ghi chép lại. Đến tối ông lại bày bàn ra sân, thay bộ quan phục, thắp hương bẩm báo những việc mình đã làm trong ngày với Thiên Đế. Ngày nào cũng như vậy. Phu nhân thấy Liễu Phàm bận rộn với công vụ nên không làm được nhiều việc thiện như trước, do đó bà thường chau mày lo lắng. Một hôm bà nói, trước kia còn ở nhà, ông đã phát nguyện làm 3.000 việc thiện, tôi thường giúp ông nên việc ấy có thể hoàn thành được. Hiện nay ông phát nguyện làm một dạng việc thiện, nhưng trong nha môn không có mấy việc thiện để làm, đợi đến bao giờ ông mới hoàn thành được đây? Tối hôm ấy, Diên Liễu Phàm mộng thấy gặp một vị thần. Ông bèn đem chuyện một dạng việc thiện chưa thành bẩm báo lại. Thiên thần nói, bây giờ ông đã làm quan đứng đầu huyện, chỉ cần giảm thuế, tiền, lương thảo,
cho dân thì một dạng việc thiện của ông đã có thể hoàn thành rồi. Nguyên là ở huyện Bảo Đế mỗi mẫu ruộng đều phải nộp thuế. Viên Liễu Phàm cho rằng tiền thuế phải đóng quá nhiều, cuộc sống rất khổ. Do đó ông đã chỉnh lý lại, từ đó số tiền thuế trên mỗi mẫu đều giảm hơn 1/3. Cứ như thế cả đời Viên Liễu Phàm không ngừng làm việc thiện. Khổng Tiên Sinh toán quái ông đến 53 tuổi sẽ hết thọ mệnh, nhưng Viên Liễu Phàm sống đến 69 tuổi mà thân thể vẫn rất mạnh khỏe. Sau này ông đã đem bí quyết cải biến vận mệnh viết thành quyển sách Liễu Phàm Tứ Quấn, truyền lại cho con trai Thiên Khải và hậu thế. Trong văn hóa truyền thống cũng nhắc đến thiện ác hữu báo. Các thư tịch, bút ký, tiểu thuyết xưa, đại đa số đều có luận thuật về đạo lý này. Cổ nhân luôn coi trọng hành thiện tích đức, Viên Liễu Phàm chỉ là một trong số đó. Chỉ khác là ông đã cẩn thận ghi chép các sự việc của bản thân và sau đó viết ra, truyền lại cho đời sau mà thôi. Tai họa khởi nguồn từ tâm, hối lỗi sửa sai, chuyển họa thành phúc. Nếu có một ngày, tai họa và bệnh tật bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, bạn sẽ phản ứng ra sao? Những năm cuối đời Thanh đầu thời Dân Quốc có một vị là Dương Thiện Nhân mở trường nghĩa học, trường học do tư nhân quyên tiền, miễn học phí, ở vùng Đông Bắc. Ông có đạo đức rất cao. Trương Nhạn Kiều người Sơn Đông đã học ông biết xem tính tình, giảng chữa bệnh. Trương Nhạn Kiều trở về quê giảng chữa bệnh giúp người dân, hiệu quả rất kỳ diệu. Người đến xin giảng chữa bệnh nườm nượp không dứt. Ông nói với dân làng rằng, một người có cái tâm như thế nào thì sẽ có tính tình như thế ấy. Tính tình tốt thì sẽ hiển quý, giàu có. Tính tình xấu thì phiền não sinh bệnh. Trương Nhạn Kiều bảo bệnh nhân nói lớn ra lỗi lầm của mình, thực sự hối lỗi, bệnh rất mau chóng liền khỏi. Bệnh khỏi rồi về nhà đầu tiên nhận lỗi, sau đó phải làm tốt luân thường đạo lý như hiếu đệ. Như thế Thượng Thiên sẽ không trách tội người đã hối lỗi. Một hôm, có người mời Trương Nhạn Kiều đến thôn Trang họ trị nạn châu chấu. Ông nói có người bị bệnh thì ông xem được chứ bị nạn châu chấu thì ông không xem được. Mọi người không tin, cứ khẩn cầu ông mãi, ông đành phải đi. Đến thôn Trang đó, ông thấy châu chấu khắp nơi. Cái khó ló cái khôn, ông nói với châu chấu rằng, các ngươi phụng thiên mệnh đến đây bởi vì người ở đây bất trung bất hiếu, trái với luân lý đạo đức. Do đó Thượng Thiên giáng tai họa xuống trừng phạt họ. Ta cũng phụng thiên mệnh đến để giảng đạo, khuyên con người hiếu thuận cha mẹ, yêu thương anh em, làm trọn đạo luân thường. Họ đều quyết định sẽ học làm người tốt, các người chớ làm tổn hại lúa mạ của họ nữa. Ông hỏi mọi người, sau khi châu chấu đi rồi mọi người có thể tận hiếu không? Mọi người đồng thanh trả lời, được. Không ngờ châu chấu bay đi hết, Trương Nhạn Kiều cũng vì vậy mà thành danh. Cổ nhân tin rằng, trên đời này không có việc gì xảy đến ngẫu nhiên hay vô duyên vô cớ. Sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có viết, họa phúc không có cửa, người ta tự dời đến cho mình. Thiện ác có báo ứng, như bóng với hình. Cho nên trong tâm nuôi dưỡng cái thiện, chưa làm việc thiện, các thần đã đến rồi. Trong tâm nảy sinh cái ác, dù chưa làm việc ác, hung thần đã theo rồi. Nếu đã từng làm việc ác mà sau hồi tâm ăn năn hối cải, lâu dài ác sẽ được các lành, ấy gọi là chuyển họa thành phúc. Trên đời này, dù là bậc thánh hiền đi nữa thì cũng khó có thể không mắc lỗi lầm. Điều quan trọng nhất, trân quý nhất là biết sai mà dũng cảm sửa chữa. Như trong tả truyện viết, con người ai không có lỗi lầm,
có lỗi mà có thể sửa thì chẳng gì tốt đẹp bằng nguyên văn nhân thùy vô quá, quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên. Ngược lại, nếu có lỗi mà không muốn sửa thì chính là phạm thêm một tầng sai lầm trầm trọng. Đúng như lời Khổng Tử nói, quá nhi bất cải, thì vì quá hỷ, đã sai mà không chịu sửa, vậy mới gọi là sai. Các bậc thánh hiền không phải là người chưa từng mắc lỗi, chỉ là họ biết tìm lỗi ở bản thân, vui lòng nghe lời góp ý của mọi người, tích cực tu chỉnh tâm tính, lời nói hành vi của bản thân, và cuối cùng trở thành một người có đạo đức cao thượng. Nhờ tu tâm, họ có thể chuyển hòa thành phúc, cảm hóa mọi người xung quanh theo về chính đạo. Mỗi người đều có một vận mệnh, mỗi người đều có một lá số an bài. Nhưng như Nguyễn Du từng nói, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, phải chăng con người vẫn có thể cải biến số mệnh của mình? Lúc đó vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm 1981, thời tiết rất oi bức. Mấy đứa nhỏ muốn đi ra ngoài dạo chơi, tôi cũng thuận đường đến hiệu sách tìm mua mấy cuốn hướng dẫn đan len mới xuất bản bằng tiếng Nhật. Khi đi ngang qua hành lang, vì thầy tướng số đã gọi lại và ngỏ ý muốn xem tướng cho tôi. Thấy tôi lắc đầu xua tay từ chối, vì thầy tỏ vẻ rất buồn, giống như có điều bí ẩn gì khó nói. Cô con gái lớn không đành lòng, liền kéo tay tôi đến xem một chút và nói, mẹ cho ông này xem mệnh được không à? Giúp ông có ít tiền để ăn cơm được không mẹ? Nhìn ông đáng thương quá mẹ à. Tôi vốn là người không thích xem tướng số, cũng không có ấn tượng tốt về họ. Nhưng vì mấy đứa nhỏ quá lương thiện, tôi đã động lòng. Vậy là tôi đành để mấy đứa nhỏ kéo đến tiệm nhờ vị tiên sinh kia xem tướng cho. Sau khi nhìn hồi lâu, xem tay của tôi rồi lại xem tay của từng đứa nhỏ, vị tiên sinh nói, không cần xem nữa, cũng không phải trả tiền. Tất cả đều là số mệnh, con người không thể thay đổi dù chỉ một chút. Nhưng bốn đứa nhỏ cứ nhất mực muốn tôi trả tiền cho thầy tướng số này. Cuối cùng, vị tiên sinh xem tướng số cũng miễn cưỡng nhận tiền. Hai mắt ông đỏ que sờ lên đầu mấy đứa nhỏ và nói lẩm bẩm, ôi, ông trời thật không có mắt, ông trời thật không có mắt. Mấy đứa nhỏ nói lời tạm biệt, ông đã xua tay ra hiệu đi đi mà không nói lời nào. Tinh thần của ông lộ ra trạng thái vô cùng đau khổ. Sau đó, đi ngang qua công viên, chúng tôi thấy một đám đông người đang tụ tập. Mấy đứa nhỏ rất thích những gì náo nhiệt, chúng vừa nhìn thấy đã vội chạy tới. Chúng len qua đám đông để vào xem nguyên nhân của sự náo nhiệt. Một lát sau, chúng chạy lại và kéo bằng được tôi tới xem. Thì ra, một bà mẹ đang quỳ trên mặt đất cầu xin mọi người giúp đỡ. Bà cần một khoản tiền lớn để điều trị cho con trai đang nằm tại bệnh viện. Mấy đứa nhỏ nói với người đàn bà đang quỳ trên mặt đất, bà ơi, bà không cần phải quỳ đâu, mẹ của cháu đến đây rồi, mẹ nhất định sẽ giúp bà lo việc này. Chúng hợp sức cùng nhau đỡ người đàn bà này đứng lên. Tôi không chỉ lấy hết tiền trong túi ra làm phúc mà còn hướng đến mọi người nói lời giúp đỡ bà mẹ đáng thương này. Sau đó, tôi cùng bà đến bệnh viện để nộp tiền viện phí. Sau khi mọi việc được làm tốt đẹp, mấy đứa nhỏ mới chịu buông tha cho tôi và nói, mẹ à, cảm ơn mẹ. Chúng con sẽ không làm phiền mẹ nữa, về nhà thôi mẹ nhỉ. Một tháng sau, không rõ lý do gì mà đàn kiến lũ lượt kéo đến nhà tôi, chúng bâu kín tường. Vì không muốn làm tổn thương chúng, tôi đã mua 20 chiếc ghế đẩu để làm lối đi lại.
Mấy đứa nhỏ nhìn thấy kiến kéo đến bâu khắp phòng đã vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên chúng lại rất nghe lời tôi, không làm phiền cũng không làm hại những con kiến này. Chúng cũng hiểu, kiến đến nhà là khách, lại càng biết đạo đãi khách, nên đã cẩn thận để vào góc nhà một ít đường và nước coi như là khao thưởng đàn kiến vì đã hành quân đến nhà tôi làm khách. Lúc này là vào mùa hè, mấy đứa nhỏ không phải đến trường nên chúng ở trong nhà với người giúp việc. Công việc của tôi lại đang rất bận. Khi đang trong cuộc họp, tôi lờ mờ nghe được thông tin về một đám cháy lớn. Tôi định bụng sau khi họp xong sẽ đến hiện trường để xem tình hình. Thấy con đường quen thuộc quá, tôi nói với đồng nghiệp lái xe, tôi chưa vội về nhà. Tôi muốn đến hiện trường phát sinh hỏa hoạn, sao cậu cứ chạy về hướng nhà của tôi thế? Đồng nghiệp trả lời rằng, chúng ta cách hiện trường đám cháy không xa, một lát nữa là đến thôi. Do quá mệt nên tôi đã ngủ thiếp đi. Khi nhìn thấy hiện trường tôi mới bừng tỉnh và thốt lên, đây là nhà tôi. Tôi không kìm được vội chạy tới tòa nhà, lao thẳng lên tầng 3 tìm các con, miệng không ngớt nói, con của tôi đâu rồi? Con của tôi đâu rồi? Lúc này đội chữa cháy mới tá hỏa đi tìm, còn tôi bị sốc quá mức mà ngất đi. Cuối cùng cũng đã tìm thấy, mấy đứa nhỏ đang ở trong tình trạng sặc khói và nằm liệm trên mặt đất. Do chỉ bị sặc khói nên đến nửa đêm, mấy đứa nhỏ đã tỉnh lại. Điều mọi người kinh ngạc chính là căn phòng đầy sách nhưng một đám cháy lớn như thế lại không thiêu đốt nổi. Nhân viên cứu hộ đã ngỡ ngàng mà thốt lên, cái nhà này hẳn phải rất có phúc. Đám cháy lớn đã thiêu rụi gần như tất cả tòa nhà cao tầng nhưng lại chừa lại căn phòng này. Nhân viên phòng cháy còn nói, khi phun nước, tôi không nhìn thấy căn phòng này. Dường như căn phòng bị biến mất, do đó ngọn lửa lớn tầng dưới không thể thiêu đốt tới căn phòng này được. Tôi nghĩ trong phòng của tôi có hơn 1.000 cuốn sách quý. Đến ngày khai giảng, tôi dẫn các con đi mua sách. Chúng tôi đi ngang qua quầy xem bói của vị tiên sinh kia. Lúc nhìn thấy mấy đứa trẻ, ông đã ôm chặt lấy chúng, vô cùng kích động nói, sao các cháu vẫn còn sống? Sao các cháu vẫn bình an vô sự? Thì ra, vì thầy xem trong mệnh thấy rằng, mấy đứa nhỏ lương thiện này không thể sống qua mùa hè và chúng sẽ bị chết bởi hỏa hoạn. Do đó lúc trước ông mới không ngớt lời nói rằng ông trời không có mắt như thế. Lúc đó, ông đã khóc đến mức không muốn dọn quán nữa mà ra về. Dù biết trước sự việc, nhưng ông không thể làm gì, giống như người bất lực. Nhưng có lẽ do bản tính lương thiện, mấy đứa nhỏ gặp đại nạn không chết. Nói về số sách quý trong nhà, tôi đã mua chúng ở một tiệm sách cũ. Cũng vì muốn giúp đỡ ông lão bán sách, để ông bớt việc dọn sách ra dọn sách vào mà ảnh hưởng sức khỏe. Vậy là hàng ngày, tôi đều qua tiệm của ông mua sách. Thật không ngờ số sách này lại cứu cả nhà tôi. Con người khi còn sống, có một số sự tình ngoài ý muốn mà chúng ta không thể đoán trước được, cũng không giải thích nổi. Gặp đại nạn không chết, có lẽ vì chúng tôi đã sống theo lời thần Phật dạy, sống thiện lương, giúp đỡ người khác và nghĩ cho người khác. Con người luôn tính toán mọi sự nhưng lại thường tính không trúng. Bởi vì chúng ta không biết rằng ông trời đã có sự sắp đặt của riêng mình. Trong suốt cuộc đời, tôi nhận thấy rằng con người thật sự quá nhỏ bé, không thể tự mãn mà coi mình hơn hết thảy, càng không nên quá tự tin. Bởi vì con người nhìn không thấy thần Phật nhưng các ngài lại nhìn con người rõ như lòng bàn tay. Người không có người hoàn thiện, việc chẳng có việc hoàn mỹ, tâm tốt thì ắt mệnh tốt,
Sinh mệnh có dài có ngắn, nhưng mỗi người chỉ có một. Cuộc sống hoặc buồn hoặc vui, nhưng mỗi người đều cần tiếp tục. Kiếp người khi thăng khi trầm, nhưng mỗi người đều đang tiến bước. Người không có người hoàn thiện, việc chẳng có việc hoàn mỹ, tâm tốt thì mệnh ắt thăng hoa. Khi ấm ức hãy lặng im không nói, lúc hiểu lầm cứ mỉm cười cho qua. Có một vài kẻ tiểu nhân, bạn chẳng cần so đo sẽ phiền lòng. Có một vài việc phức tạp, bạn chẳng cần để tâm sẽ nhọc lòng. Thế giới rất rộng lớn, tâm người quá phức tạp, đâu thể không gặp phải kẻ tiểu nhân. Cõi hồng trần sâu hun hút, chốn nhân thế như phù hoa, đâu thể chẳng có chuyện phiền phức. Nghĩ nông một chút, coi nhẹ một chút, khi ấm ức hãy lặng im không nói, lúc hiểu lầm cứ mỉm cười cho qua. Không có ánh mặt trời rạng rỡ, thì cứ nghe gió thổi di du, ngắm mưa rơi tí tách. Không có đóa hoa thơm nồng nàn, hãy cứ ngửi mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, mùi đượm nồng của đất. Chẳng có tiếng vỗ tay vang rền, hãy cứ hưởng thụ sự tĩnh tại khi ở một mình, giữ lấy hảo tâm, sống cho thật tốt. Trân quý tình cảm gần gũi nhất, cảm nhận hạnh phúc kề bên. Cứ tận hưởng cảm xúc tốt nhất, mặc thời gian xoay dần, năm tháng biến thiên. Dẫu thất bại, hãy dũng cảm đối mặt với bản thân mình. Đừng oán trách, đừng thở than, đừng thương tâm, cũng đừng chấp nhận thua cuộc, cứ giữ vững niềm tin mà bước tới. Nếu cảm thấy áp lực, thử thay đổi bầu không khí và hít thở thật sâu. Nếu vẫn còn mơ hồ, hãy thay đổi góc nhìn mà tĩnh tâm suy nghĩ. Nhân sinh khoáng đạt, tấm lòng rộng rãi, lượng thứ cho những lầm lỗi, thản nhiên mà sống, tu dưỡng cho cái tâm thêm độ lượng để chứa trọn hạnh phúc cả một đời. Khom mình làm việc, dụng tâm làm người. Tướng do tâm sinh, dung mạo cũng nói lên nhân phẩm con người. Dung mạo của một người biến đổi tùy theo ý niệm thiện ác trong lòng họ. Tính cách của một người đều in hằn trên nét mặt. Còn nhân phẩm thì sao? Khắc sâu trong đáy mắt. Gương mặt khiến người khác yêu mến là một khuôn mặt tươi cười chân thành, toát lên vẻ thân thiết và tự nhiên. Nụ cười là bông hoa đẹp nhất nở trên khuôn mặt. Có câu rằng, nắm đấm chẳng nỡ đánh khuôn mặt cười, bởi lẽ nét mặt tươi cười thường khiến lòng người xúc động. Tính cách được viết trên khuôn mặt. Những người khoan hậu, khoáng đạt, đa phần mắt thanh mày tú, khuôn mặt tròn đầy, phúc hậu. Những người hẹp hòi, đố kỵ, đa phần miệng nhọn má hóp, hai chân mày nối liền nhau. Những người hiền hòa thích yên tĩnh thường có gương mặt dịu dàng, lương thiện. Những người tính tình nóng nảy, tâm trạng bất ổn lại thường mang vẻ mặt dữ dằn. Kẻ tiểu nhân lòng dạ bất chính thường đa nghi, thần sắc hoảng hốt. Người đơn thuần, lương thiện thường có nụ cười tràn đầy yêu thương, khiến người khác vừa nhìn đã thuận mắt, càng ngắm lại càng yêu. Nhân phẩm khắc sâu nơi đáy mắt. Nhân phẩm tốt hay xấu đều nằm trong đôi mắt, bởi lẽ đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Những người lòng dạ hẹp hòi đôi mắt chỉ chứa đầy khuyết điểm của người khác. Những người tham tài, hám sắc, đôi mắt thường nhìn chòng chọc vào mỹ nữ và túi tiền. Những người thích sinh chuyện thị phi thường dán mắt vào lỗi nhỏ của người khác mà bới bèo ra bọ. Ngược lại, ánh mắt của những người quang minh lỗi lạc thường nhìn thấy sự công bằng và chính nghĩa. Ánh mắt của người khoan dung, đại lượng thường hướng đến tương lai của bản thân. Ánh mắt của người nói là làm thường ẩn chứa sự chân thành và thủ tính.
nhìn cách ăn cơm biết gia giáo. Người Á Đông thường thích giáo dục con cái mình trên mâm cơm. Tướng ăn của một người sẽ phản ánh ra sự giáo dưỡng của gia đình ấy. Những người thường lấy một đĩa đầy đồ ăn nhưng lại ăn không hết khi ăn tiệc buffet thì trong cuộc sống cũng thường hoang phí, không biết tiết kiệm. Những người có thói quen hò hét nhân viên phục vụ bàn khi đợi cơm chắc chắn là những người không có giáo dưỡng. Nhìn cách ăn mặc biết gu thẩm mỹ. Người có thẩm mỹ cao thường biết khai thác sở trường, che giấu sở đoản của bản thân, ăn mặc và trang điểm phù hợp. Ví như những người bụng phệ sẽ không mặc đồ bó sát, những người chân thô mặc váy dài sẽ đẹp hơn váy ngắn. Khi đi dã ngoại họ sẽ chọn trang phục nhẹ nhàng, thoải mái. Khi đi làm họ ăn mặc đồ công sở gọn gàng, sạch sẽ. Ở nhà nghỉ ngơi họ lại chọn đồ rộng rãi, dễ chịu. Nhìn dáng dốc biết lối sống. Những người tuổi còn trẻ mà đã có bụng bia thường là do không thể kiên trì tập thể dục hoặc quá phóng túng bản thân về phương diện ăn uống. Có những người mặc dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn giữ được một dốc dáng khỏe mạnh. Họ không phải là người ăn mãi cũng không béo bẩm sinh, mà là biết kiểm soát cái miệng của mình, biết sải bước đôi chân của mình, kiên trì rèn luyện thân thể, ăn ngủ đúng giờ, lựa chọn đồ ăn kỹ càng suốt mấy chục năm, trăm ngày như một ngày. Tướng do tâm sinh, câu nói này dẫu trải qua ngàn năm vẫn còn nguyên giá trị. Vẻ bề ngoài dẫu được chăm chút tới đâu cũng chẳng thể che giấu được bản chất. Chỉ khi tu tâm dưỡng tính, lựa chọn cho mình một lối sống lành mạnh, con người mới thực sự trở nên xinh đẹp và cuốn hút. Người có 36 loại tâm tướng như sau. Một người có càng nhiều những tâm tướng này thì sớm muộn cũng được hưởng phúc báo. 1. Biết rõ làm quan sẽ vất vả cực nhọc, nhưng lại nguyện ý vì dân mà làm quan để phục vụ nhân dân. 2. Làm việc có tình có lý, cẩn thận. 3. Yêu thích làm việc thiện, gần gũi người quân tử. 4. Có đồ ăn ngon đều chia cho mọi người. 5. Xa lánh kẻ tiểu nhân. 6. Thường xuyên tích âm đức, giúp đỡ người khốn khó. 7. Từ nhỏ đã có thể xử lý, giúp đỡ làm việc nhà. 8. Gặp người ăn xin không sinh lòng chán ghét. 9. Khắc chế bản thân, nhường ích lợi cho người khác. 10. Không thích sát sinh, không xúi dục làm việc xấu. 11. Khi gặp chuyện tâm luôn an tĩnh, không rối loạn. 12. Cùng người hứa hẹn, không mất chữ tín. 13. Không dễ dàng thay đổi hành vi và phẩm hạnh. 14. Trước khi đi ngủ thường tĩnh tâm tự xét những sai lầm của mình. 15. Dũng cảm tiến lên, không bận tâm chuyện đã qua, cũng không vì chuyện đã qua mà đắc chí. 16. Không khiến cho người khác sinh ra lòng oán hận. 17. Không che đậy sai trái, không giấu giếm thiếu sót của mình. 18. Thái độ làm việc chu toàn, cẩn thận. 19. Luôn ghi nhớ ơn nghĩa, sự giúp đỡ của người khác. 20. Có tấm lòng rộng lớn. 21. Không ức hiếp người hiền, không run sợ trước cái ác. 22. Thương xót, giúp đỡ những người bơ vơ, nghèo khó. 23. Không trợ giúp những kẻ ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu. 24. Không quên bạn cũ tình xưa. 25. Làm những việc có ích cho dân chúng, xã hội. 26. Lời nói chân thành, ngay thẳng. 27.
cảm thấy hổ thẹn khi được người khác khen ngợi. 28. Nói năng nhã nhặn, âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe. 29. Khi những người khác đang nói, không ngắt lời. 30. Thường nói về những điều tốt đẹp và khen ngợi ưu điểm của người khác. 31. Không chê áo thô cơm dở. 32. Lúc nào, ở đâu cũng cử xử thỏa đáng, đúng mực. 33. Thích nghe điều thiện, nói việc thiện, không ngại làm việc thiện. 34. Hiểu và đồng cảm với sự cực khổ, đói khát của người khác, thường xuyên tiến hành cứu tế, trợ giúp. 35. Không ghi nhớ lỗi lầm và hiềm khích trước đây của người khác. 36. Hết sức giúp đỡ khi bạn cũ gặp khó khăn. Bạn thử đếm xem mình có bao nhiêu trong số 36 tâm tướng này. Sau 40 tuổi, tướng mạo sẽ thay bạn nói lên tất cả. Gương mặt thể hiện tính cách và phúc báo. Nhìn cõi nhân gian ngàn vạn cảnh, nhân cách mỗi người cũng có hàng vạn kiểu. Chỉ những đức tính tốt đẹp mới giúp chúng ta có được một khuôn mặt xinh đẹp không tuổi. Nói cách khác, sắc đẹp cũng là một biểu hiện của phúc báo. Cách trị bệnh kỳ lạ của Phương Trượng. Rất lâu trước kia có một nghệ nhân tay nghề vô cùng điêu luyện. Rất nhiều người tới nhà ông mua tượng điêu khắc. Nhưng ông lại khác với mọi người, rất thích tạc yêu ma quỷ quái. Một hôm, khi soi mình trong gương, ông mới thảng thốt phát hiện ra khuôn mặt của mình trông rất xấu xí. Ông tư lự hồi lâu, không phải là ngũ quan thay đổi, mà là toàn bộ khuôn mặt ông trông thật hung ác, xấu xí và cổ quái. Sau này, ông đến một ngôi đền, cầu cứu Phương Trượng. Vì Phương Trượng nói, ta có thể chữa trị cho ông, nhưng ông phải giúp ta tạc 100 pho tượng Quán Âm trước. Thế là nghệ nhân bắt đầu không ngừng nghiên cứu dáng vẻ, đức tính và biểu cảm của Quán Âm. Đôi khi ông còn đạt đến cảnh giới vì người mà quên cả bản thân. Nửa năm sau, khi hoàn thành những bức tượng điêu khắc Quán Âm với muôn vẻ thiện lương, từ bi, khoan dung đức độ, ông vội vàng tới chùa tìm Phương Trượng. Ông nói với Phương Trượng rằng, xin Ngài hãy giúp tôi chữa căn bệnh này. Phương Trượng không nói mà lấy ra một chiếc gương, mỉm cười, bệnh của ông đã khỏi rồi. Lúc này ông mới phát hiện ra tướng mạo của mình vô cùng chính trực, trang nghiêm. Một nhà tâm lý học từng nói, nếu một người trường kỳ không mỉm cười thì cơ bắp bị co rút, thi thoảng mới mỉm cười sẽ khiến người khác sợ hãi mất dạng. Nếu một người vô cùng nhiệt tình, thường nở nụ cười trên môi thì đến già những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng đều là đôi mắt lương thiện. Nếu một người trường kỳ không mỉm cười, khuôn mặt sẽ trở nên cứng nhắc, càng về già khuôn mặt càng đáng sợ, càng không có sự hiền hòa, thân thiện. Tướng một người mà tốt thì tâm người đó cũng tốt, từ đó mà vận mệnh của họ cũng được cải biến. Cổ nhân có cách xem tướng người rất chuẩn xác. Nếu muốn xem vận mệnh thế nào chỉ cần nhìn người tướng mạo người đó. Với câu chuyện nghệ nhân kia cũng vậy, đã cho chúng ta thấy rõ hơn về điều đó. Quả thực là tướng do tâm sinh. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và câu hỏi là kỳ. Nhà văn Tất Thục Mẫn đã kể một câu chuyện như sau. Một ngày, cô đến thăm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Trước khi phẫu thuật, vị bác sĩ thường hỏi mọi người một câu. Nếu trả lời không chính xác thì ông sẽ cáo lỗi rằng mình không thể tiến hành cuộc phẫu thuật ấy. Tất Thục Mẫn hỏi, là chuyện gì ạ? Bác sĩ nói, nếu gương mặt bạn là một thung lũng, hãy nói cho tôi biết cảnh sắc ở đó có những gì. Có người nói có rừng cây xanh rì, có suối chảy róc rách.
Có người nói trong thung lũng có muôn loài không ngừng ca hát. Có người nói trong thung lũng của mình chỉ có gió lạnh thê lương như trong địa ngục. Có người nói thung lũng của họ thú dữ thành bầy. Tất Thục Mẫn cảm thấy hồ nghi. Câu hỏi này dường như chẳng liên quan gì đến việc phẫu thuật thẩm mỹ cả. Vị bác sĩ từ tốn nói, hiệu quả của phẫu thuật thẩm mỹ hoàn toàn không phải là mãi mãi, mà là tướng do tâm sinh. Vì sao mọi người muốn phẫu thuật thẩm mỹ? Rốt cuộc đều là vì muốn bản thân mình trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng dẫu dung mạo xinh đẹp đến đâu thì cũng chẳng thể giữ mãi. Nó nhất định sẽ chìm nổi theo sự dao động của tâm hồn. Cũng như một chiếc áo mỗi người khoác lên mình thì nửa năm sau sẽ có những nếp nhăn khác nhau. Dung mạo của con người lại là một tấm vải tinh tế hơn. Dung mạo tự nhiên còn nhạt nhòa theo năm tháng. Dung mạo qua phẫu thuật lại càng chẳng thể chống chọi nổi với thời gian. Sầu khổ sẽ sinh ra những nếp nhăn tương ứng. Vui vẻ sẽ chẳng để lại nếp nhăn. Nếu bạn muốn có một dung mạo xinh đẹp vậy thì tâm hồn bạn chắc chắn phải luôn trong sáng, vui tươi. Thời gian sẽ xóa nhòa hiệu quả của phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ có sự tươi sáng trong tâm hồn mới có thể nuôi dưỡng vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian. Audrey Hepburn tượng đài sắc đẹp xinh đẹp cả đời. Audrey Hepburn là một tượng đài sắc đẹp trong lòng người hâm mộ suốt mấy thế hệ. Sam Levinson, nhà văn kiêm người dẫn chương trình người Mỹ đã viết tặng bà một bài thơ có tên Bí quyết mỹ lệ đắm say qua khảo nghiệm của thời gian như sau. Nếu muốn có một bờ môi mê mẩn lòng người, xin hãy thường nói những lời thiện lương. Nếu muốn đôi mắt đáng yêu, xin hãy nhìn vào sở trường của người khác. Nếu muốn có một thân hình mảnh dẻ, xin hãy chia sẻ thức ăn của mình với những người đói khác. Nếu muốn có mái tóc thướt tha xinh đẹp, xin hãy để những ngón tay của con trẻ luồn ra mái tóc bạn. Nếu muốn có một sắc vóc mê đắm, xin hãy nhớ rằng khi sải bước bạn sẽ không bao giờ đi một mình. Đối với con người và dạng vật lại càng cần có cơ hội sửa chữa, cảm hóa và cứu vớt. Vĩnh viễn đừng bao giờ dứt bỏ bất cứ ai. Xin hãy nhớ rằng nếu bạn cần một cánh tay trợ giúp, bạn sẽ luôn tìm được trên chính đôi vai của mình. Đợi đến khi bạn lớn lên, bạn sẽ phát hiện ra mình có một đôi bàn tay, một cánh tay để giúp mình và một cánh tay để giúp người khác. Điều này có thể coi là một bức tranh tả thực suốt cuộc đời Hepburn. Nhưng hẳn nhiều người không thể kìm lòng muốn hỏi, Hepburn có thực sự đẹp đến mức chẳng thể so bì như vậy không? Hepburn tự mình cũng cảm thấy khuôn mặt cô hơi vuông chữ điền, mũi cô hơi nhọn, chỉ hơi ngẩng đầu lên thì chiếc mũi trông rất thô, nên cô thường hơi cúi đầu khi chụp ảnh. Mái tóc trên đầu cô hơi mỏng, cần một kiểu tóc khiến nó trông dày thêm. Lông mày của cô hơi thô, so với nửa thân trên. Chân cô do múa ba lê nhiều năm nên không thon thả chút nào. Cô quá gầy, ngược phẳng. Khi Hepburn còn trẻ, họ khen cô đẹp vì sự độc lập và kiên cường của cô. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ sự tàn bạo của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Còn khi tuổi giãn niên, cô vẫn đẹp là vì sự thiện lương và bác ái của mình. Trải nghiệm chịu đói chịu rét những năm khói đạn trong chiến thế thứ hai thuở còn thơ ấu khiến Hepburn vào những năm cuối đời đã không hề do dự mà mang theo sự nhiệt thành cống hiến cho sự nghiệp công ích. Bà là đại sứ thân thiện của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Bà đã đi khắp những nơi nghèo đói trên mảnh đất châu Phi khô cằn. Vào giờ phút hấp hối, xin con trai lớn của bà đã hỏi bà có dặn dò gì không? Câu trả lời của bà là: không, mẹ không nuối tiếc điều gì cả.
mẹ chỉ không hiểu tại sao lại có quá nhiều trẻ nhỏ phải chịu đựng đau khổ như vậy. Có lẽ chính vì điều này đã khiến Hepburn trở thành người phụ nữ xinh đẹp cả cuộc đời. Một người đến tuổi 40 thì phải tự chịu trách nhiệm cho tướng mạo của mình. Lincoln từng nói một câu như sau: một người đến tuổi 40 thì phải tự chịu trách nhiệm cho tướng mạo của mình. Tướng mạo của chúng ta có thể chia thành hai kiểu, một là tướng mạo sinh lý, hai là tướng mạo tinh thần. Trước tuổi 40, tướng mạo của bạn đa phần đều do cha mẹ sinh ra. Gen di truyền sẽ quyết định tướng mạo sinh lý của bạn. Ngôn ngữ và hành vi của cha mẹ lại quyết định diện mạo tinh thần của bạn. Dĩ nhiên nguyên nhân sâu xa vẫn là do phúc phận của bạn từ kiếp trước tạo nên. Cổ nhân có câu rằng, tứ thập bất hoặc, tức là sau 40 tuổi tướng mạo của bạn như thế nào được quyết định bởi việc bạn tu dưỡng nội tâm mình ra sao trong những năm tháng tự lập. Khi đến tuổi 40 bạn phải có được những lời nói, cử chỉ và diện mạo tinh thần tương ứng với độ tuổi, thân phận và địa vị xã hội của mình. Soichi Oya, nhà văn người Nhật nói, khuôn mặt của một người là một tờ lý lịch. Tố chất và sự tu dưỡng trong tâm hồn quyết định hình tượng và phong thái bên ngoài của bạn. Câu này chẳng sai chút nào. Nửa đời trước những lời bạn từng nói, những việc bạn từng làm, những kiến thức bạn từng học, những trải nghiệm bạn từng cảm nhận vô hình trung đều đang dần dần thay đổi tướng mạo của bạn trong nửa đời sau. Nếu nửa đời trước bạn đối đãi với con người và cuộc sống bằng bộ mặt đằng đằng sát khí như hung thần, thì nửa đời sau cuộc sống báo đáp lại chắc chắn cũng là một hung thần. Nếu bạn thường vui vẻ và từ bi thì cuộc sống chắc chắn cũng sẽ bao dung với bạn. Nhất quyết đừng để tướng mạo của mình sau tuổi 40 trở nên quá xấu xí. Hãy tu tâm dưỡng tính, tích đức hành thiện ngay từ bây giờ, để mãi trẻ trung với gương mặt sống mãi cùng thời gian. Đó cũng là con đường duy nhất đưa bạn đến với hạnh phúc đích thực của một sinh mệnh. Là người có người thiện đức thì hậu vận tốt, sinh mệnh họ cũng được cải biến. Chiếc phao của sinh mệnh, tư tưởng thuần chính. Trong một ngày người trẻ thường nghĩ những gì, điều ở trong tâm trí sẽ phản ánh ra hành động, rồi từ đó gieo hành động, gặt số phận. Xã hội hiện đại có một bộ phận những người trẻ sa sút, yếu nhược, nhưng không phải là không có cách. Hãy đưa vào trong tư tưởng của họ chân lý, từ đó hành động sẽ thay đổi. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, có một người nghệ sĩ piano bị giam cầm. Anh bị nhốt trong cái củi nhỏ suốt 7 năm. Việc bỏ tù đã hủy hoại sức khỏe, làm biến dạng cơ thể của anh và buộc anh phải liên tiếp chứng kiến cái chết của các tù nhân khác. Nhưng người nghệ sĩ Dương Cầm không bao giờ từ bỏ hy vọng sống của mình. Vì vậy anh đã thực sự sống sót sau 7 năm gian khổ. Khi chiến tranh kết thúc, nghệ sĩ Dương Cầm đã được gửi trở lại quê hương của mình. Từ đây, anh bắt đầu một cuộc sống mới. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, kỹ năng chơi đàn của anh không hề bị thui chột sau 7 năm xa cách piano. Thậm chí tiếng đàn của anh còn tinh tế hơn trước rất nhiều. Nghệ sĩ Dương Cầm đã chia sẻ với mọi người rằng trong suốt 7 năm tù, để vượt qua nỗi sợ hãi và khuyến khích chính mình, anh đã thực hành chơi piano trong trí tưởng tượng của mình mỗi ngày. Việc chơi đàn trong trí tưởng tượng quá sinh động và chính xác đến nỗi anh không bao giờ quên dù chỉ một chi tiết nhỏ khi chơi đàn piano. Câu chuyện của người nghệ sĩ Dương Cầm là minh chứng cho sức mạnh của tư tưởng thuần chính. Nó khiến các bậc phụ huynh chợt nghĩ về con cái của họ, những người thầy liên tưởng đến học trò và rất nhiều người khác lặng người đi trước lớp trẻ hiện nay.
chúng ta nhận ra nguồn gốc của những hành động không tốt là tư tưởng không tốt. Vì sao có những đứa trẻ không chuyên cần học tập? Bởi vì tâm trí của chúng không suy nghĩ về kiến thức. Trẻ được thoải mái xem YouTube với nhạc chế, phim bạo lực, người mẫu thời trang thì trong đầu của chúng chỉ có thể chứa những thứ ấy. Từng có phụ huynh xót xa khi không nghe được một lời ngọt ngào từ con cái. Họ bảo rằng động một chút là chúng lớn tiếng cãi lại, tìm lý hơn thua. Bởi vì trong đầu chúng đang dung chứa bất bình, đố kỵ thì tất nhiên cư xử với bố mẹ và bạn bè cũng bộc phát ra tranh đấu. Nếu tư tưởng không có lễ nghĩa thì biểu hiện cũng không ra được cung kính, nhường nhịn. Vì sao mà một người trẻ hành động bộc trực đến mức hậu quả nặng nề? Bởi vì cả thanh xuân anh ta không có nổi một ngày suy nghĩ về nhân quả báo ứng. Có những bạn trẻ mà khi nghe ai đó nói đến hai chữ đạo đức thì cười phá lên và hỏi ngây ngô rằng đạo đức là cái gì, có ăn được không? Bạn thấy không, giữa thế gian vàng thao lẫn lộn, anh ta sẽ làm ngơ những câu chuyện về thần, về nhân quả báo ứng, hành thiện tích đức. Xã hội này chính là một thùng thuốc nhuộm. Anh ta lấp đầy tâm trí mình bởi tin tức showbiz, chuyện tố nhau trên Facebook, vài thứ lặt vặt và phim ảnh đồi trụy. Bạn nghĩ xem cái nhân này sẽ tạo thành quả gì trong tương lai? Nếu bọn trẻ cả ngày nghĩ về thần tượng, đọc truyện ngôn tình, xem người khác khoe khoang dối trá thì trong đầu của tương lai đất nước sẽ chứa những gì? Quanh quẩn chỉ nhìn thấy bạn bè hơn thua khẩu khí, rảnh rỗi lại lướt các cửa hàng quần áo, mỹ phẩm thì tư tưởng của tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu sẽ ra sao? Họ lấy gì để hình dung được có công mài sắt có ngày nên kim? Cho nên họ không chịu đựng được khắc khổ học tập. Cuối cùng khi đặt vào thử thách sẽ không biết làm gì khác ngoài gian lận và thủ đoạn lưu manh. Tư tưởng không thuần chính có thể hủy hoại nhân cách một người. Muốn giáo dục họ thay đổi bản thân, mở ra tương lai tươi sáng thì phải bắt đầu từ những gì tiến nhập vào trong tư tưởng của họ. Đừng để những người trẻ tràn đầy sức sống ấy chôn vùi đầu não của mình trong những thứ hào nhoáng và vụn vặt, biến chất và sa đọa. Sự yếu nhược trong tư tưởng sẽ hại họ như thể chất độc hóa học dần dần tàn phá cơ thể. Hãy nghĩ về người nhạc công sống trong giam cầm nhưng tâm trí tràn đầy những nốt nhạc. Chính điều đó đã khiến anh mạnh mẽ và thăng hoa dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Tuổi trẻ cần những nốt nhạc nào? Họ cần cái đầu dung chứa đạo lý làm người, tấm gương cao quý, ý chí tiến thủ để làm ra một sinh mệnh chân chính. Xưa kia trẻ dưỡng thành từ sách. Vì sao người xưa rất nghiêm khắc và chú trọng giáo dục con đọc sách thánh hiền? Bởi vì họ đã hiểu được tư tưởng là sức mạnh. Lưu Tán là đại thần nhà Hậu Đường thời Ngũ Đại, người Ngụy Châu, nay là huyện Ký, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ông làm quan không thiên vị tình riêng, không xu nịnh quyền quý, nổi tiếng chính trực nghiêm minh, tuân thủ pháp luật. Sự thành danh của Lưu Tán không thể không kể đến phương pháp giáo dục nghiêm khắc của cha ông, huyện lệnh Lưu Tần. Khi Lưu Tán còn nhỏ, người cha yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với con trai. Lưu Tán vừa đến tuổi đi học, ông đã được cha dạy học các sách cổ như Thi Kinh, Thượng Thư. Đây là những sách có ý nghĩa vô cùng uyên thâm, người thời xưa bắt buộc phải học từ nhỏ. Trong cung điện nhà Thanh, nơi học tập của con cháu hoàng tộc được gọi là Thượng Thư Phòng. Dưới thời Hoàng đế Khang Hy, Thượng Thư Phòng còn gọi là Vô Vật Trai, nghĩa là phòng học không có sự an vật. Khi bước vào đây, các hoàng tử, hoàng tôn sẽ không thể chơi đùa, cũng không thể mong cầu được an nhàn hay thoải mái. Mặc dù rất bận rộn,
một ngày phải xử lý 300 đến 400 bản tấu trình. Nhưng ngày nào hoàng đế Khang Hy cũng dành 2 tiếng, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, để đích thân tới kiểm tra việc học tập của con trẻ. Ông sẽ chọn ngẫu nhiên một đoạn kinh thư và yêu cầu một hoàng tử phải đọc thuộc lòng. Hoàng đế Khang Hy nói, khi còn trẻ, ta có thể đọc to một cuốn sách 120 lần và sau đó là đọc thuộc lòng nó 120 lần. Hoàng đế Khang Hy còn đặc biệt chú ý đến việc tu thân dưỡng đức của thế hệ sau. Ông đã để lại cuốn Khang Hy Gia Huấn, trong đó viết những điều dạy con về cách đối nhân xử thế. Cổ ngữ có câu, lẽ trời thường đứng về phía người lương thiện, thiên đạo vô thân, thường du thiện nhân. Bởi luôn dạy con tu thân dưỡng đức, nên các thế hệ sau này của Khang Hy Đại Đế trở thành những bậc minh quân hiền đức. Từ con trai của ông là Ung Chính cho đến cháu trai Càn Long đều là những bậc hoàng đế kiệt xuất trong lịch sử, tạo nên thời Thái Bình thịnh trị mà người ta vẫn gọi là Khang Càn thịnh thế. Ngày nay người cải biến nhờ sách. Có câu dạy con từ thuở còn thơ, nên nhất định phải để những tư tưởng tốt đẹp và đạo lý làm người tràn đầy tâm hồn trẻ, đang kết thành nền móng vững chắc cho chúng ngay từ khi còn nhỏ. Để đến khi con đã lớn và vượt ra khỏi dòng kiểm soát của bố mẹ thì sự xây dựng hay cải biến đều vô cùng khó. Tuy nhiên, không phải là không có cách. Tăng Quốc Phiên từng nói, khí chất một người là do thiên bẩm, rất khó để thay đổi. Chỉ có đọc sách mới giúp con người thay đổi khí chất. Cổ nhân quý bởi tướng pháp, nhưng đọc sách cũng có thể thay đổi cốt tướng. Vì sao người xưa dạy, thà làm người nghèo mệnh chứ không làm người nghèo tướng? Cha ông ta xưa nay vẫn thường nói, khôn đâu có trẻ, khỏe đâu có già. Những lời của người xưa đều là những lời mang hàm nghĩa thâm sâu được đúc kết từ kinh nghiệm bao đời để lại. Trên đời này người tài hoa không thiếu mà người thành công lại chẳng được mấy ai. Tại sao? Nguyên nhân thì nhiều nhưng chủ yếu nhất chính là không thấu hiểu được hàm nghĩa sâu xa của những lời cha ông để lại. Người già trải qua nhiều sự việc, đi qua nhiều con đường, những sự việc trải qua cũng chẳng hề ít. Đối với việc nhận biết thế giới, họ là những người có sự hiểu biết thâm sâu. Vậy nên trí huệ ẩn chứa trong những lời tiền nhân để lại rất đáng để mỗi người trong chúng ta học tập và lĩnh hội. Làm người đối nhân xử thế phải đối đãi ra sao? Chuẩn mực đạo đức đo lường thế nào? Nhân tính, lễ nghĩa đều là chuẩn mực đối chiếu. Dưới đây là 12 lời dạy vô cùng thâm thúy của cổ nhân mà mỗi người đều nên tham khảo. 1. Cá không ăn muối cá ương, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Không nghe lời tiền nhân, chịu thiệt trước mắt đó là việc xưa nay không hiếm. Lời của các bậc tiền nhân, câu câu chữ chữ truyền lại đều là gốc căn của trí huệ. Thực tiễn chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm định chân lý. Mỗi câu nói của tiền nhân đều qua thực tiễn bao đời đúc rút ra. Những người dùng lời tiền nhân để nhắc nhở ta cũng chính là những người thân thích của ta. Chúng ta không thể không cân nhắc. Các bậc tiền nhân đều là những người đã trải qua muôn vàn khổ cực, muôn vàn con đường và muôn vàn kinh nghiệm thực tế. Vậy nên đối với nhận thức xã hội của thế giới này họ sớm đã nhìn thấu được chân lý. 2. Làm người mà không có lợi thì không dậy sớm. Ý nói rằng con người ai cũng có bản tính tránh khổ tìm sướng, thế nên chỉ khi nào có lợi ích họ mới chịu thức khuya dậy sớm để nỗ lực. Người với người hợp tác với nhau, cùng nhau sinh tồn thì cần phải xem đến yếu tố lợi ích. Trong xã hội chúng ta không đâu là rời tách khỏi yếu tố lợi ích này. Con người ai ai cũng theo đuổi lợi ích, người theo đuổi thứ này, người theo đuổi thứ khác, cũng giống như nước chảy chỗ trũng chẳng thể nào dừng.
theo đuổi lợi ích đó là bản năng của con người. Chúng ta chẳng thể nào thanh trừ tận gốc nó được. Vậy nên chúng ta chỉ có thể dẫn đạo, là điều chúng ta vẫn gọi là quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Người quân tử yêu quý tiền bạc nhưng luôn biết thủ giữ chữ đạo làm người. Vậy nên người quân tử chỉ kiếm những đồng bạc chính nghĩa, chứ không kiếm thứ tiền bạc bất nhân. 3. Tài do đức dưỡng, trí do tâm sinh. Người muốn kiếm tiểu tài thì dựa vào sức, kiếm đại tài thì lại phải dựa vào đức. Người mà đức không nhiều, tâm không thiện thì chẳng thể có được đại tài, giàu có. Cổ nhân có câu, hậu đức tải vật, chỉ một người có đức đủ lớn mới có thể dung chứa được vạn vật. Muốn kiếm tiền, muốn phát tài thì trước tiên tu dưỡng tâm tính bản thân. Một người chỉ khi có đủ đầy đức hạnh thì mới có được tài phú tròn đầy. Trên đời không có việc gì khó, khó là khó ở lòng người. Có tâm ắt có hành động, có yêu ắt có phó xuất, có mơ ước ắt có hy vọng. Con người nhẫn nại bao nhiêu thì có được sức chịu đựng bấy nhiêu, có định lực bấy nhiêu. Mấu chốt cũng lại là ở chỗ dụng tâm. Tâm chân thành, trời kính đất nể, người tương thân mọi việc thuận dòng. 4. Thà làm người nghèo mệnh, chứ không nên làm người nghèo tướng. Nghèo tướng ở đây là nói đến người sống ki bo tủng mủng. Tương phản, một người có phú tướng thì dù sinh ra trong cảnh cơ hàn cũng không hề phải sợ. Làm người thì hơn nhau ở chỗ khí chất, không thể vì lợi mà bán rẻ tự tôn của mình. Tuy nhiên người nghèo tướng lại sẵn sàng vì lợi mà bán đi tự tôn của mình, bán rẻ lương tâm, đây chính là điều đáng sợ. Người mà nghèo tướng thì dù có tiền bạc đầy nhà cũng người đời chán ghét, bạn bè xa lánh. Còn người nghèo mệnh thì có thể thông qua sự tu dưỡng bản thân, nỗ lực làm việc, hành thiện tích đức mà dần bồi đắp để cải biến vận mệnh của mình. 5. Trong tâm có ân, trong mệnh có phúc. Nhân sinh tại thế, điều quan trọng là cần phải sống với lòng biết ơn, biết cảm ơn vạn sự vạn vật và người thân đã nuôi ta khôn lớn, cũng như tương trợ chăm nom. Một người mà biết nhớ đến công ơn người khác thì ắt cũng là người tốt, người lương thiện, tất nhiên sẽ được trời đất chứng minh mà bồi đắp hạnh phúc vuông tròn. Có câu, nhân vô thập toàn, vậy nên làm người thì nên nhớ điểm tốt người khác và bao dung điểm xấu của người. Có như vậy mới có thể sống mỗi ngày đều là một ngày vui, một ngày ý nghĩa không uổng phí. Ngược lại nếu như sống mà chỉ nhớ đến điểm xấu của người khác thì ắt sẽ bị u buồn đêm ngày đeo bám. Có câu, làm người mà luôn nhớ đến sai lầm của người khác cũng chính là tự đeo gông cùm cho chính mình. 6. Đừng vì ngủ không ngon mà trách giường cong gối cứng. Việc trên đời thì phân ra ba loại, việc của trời, việc của người và việc của chính mình. Làm người đừng có đem việc của mình đẩy cho trời cao, cũng như đẩy lên thân kẻ khác. Nếu như vấn đề là ở tự thân thì phải tự thân xử lý, đừng tìm người mà đùn đẩy hay cậy nhờ. Có câu dạng sự tùy tâm khởi, dạng sự tùy tâm diệt, cảnh tùy tâm sinh, việc tùy tâm biến. Chỉ có cải biến chính mình mới có thể thay đổi được gốc rễ vấn đề. 7. Sống thì làm, chết mới buông. Làm người thì sống một ngày, nỗ lực một ngày, cố gắng nỗ lực đến phút cuối cùng mới gọi là kết thúc. Câu nói này nghe có vẻ bi quan nhưng nó lại là triết lý. Ai sinh ra trong đời mà không vậy chứ? Cuộc sống kỳ thực rất giản đơn. Khi cần làm việc thì làm việc, khi cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, khi cần ăn cơm thì ăn cơm. Cũng như mặt trời lên rồi mặt trời lặn, cuộc sống chính là từng ngày trôi qua như thế. Cuộc sống cũng lại rất phức tạp.
ân ân, oán oán muôn đời luôn tồn tại. Người nghĩ thông thì coi là dư vị thế nhân, người bế tắc thì đất trời rung chuyển, tất cả đều do tâm người tuyển trạch. Sống thì chỉ có dựa vào trí huệ và sự lao động của chính mình, có như vậy mới ung dung tự tại. 8. Phúc hay họa đều từ miệng mà ra. Người có tu dưỡng thì nghe nhiều nói ít, lúc cần nói thì mở miệng đôi câu, khi không cần thì không nên loạn ngữ. Ở đời thì chỉ có những kẻ hiểu ít mới thích nói nhiều, tự kiêu tự đại thể hiện bản thân. Lão Tử có câu: đại trí nhược ngu. Người càng thông minh thì càng có vẻ ngoài khờ khạo ngốc nghếch, người càng khéo léo lại càng như người vụng về thô lỗ. Người thực sự có bản sự và tài năng thì những lúc bình thường lại luôn có vẻ như chẳng chút tích sự gì, còn người dốt nát lại luôn muốn thể hiện hơn người. Vậy nên bất luận làm việc gì thì cũng cần phải chú ý miệng lưỡi của mình. Trăm cái họa, ngàn cái nạn cũng đều khởi nguồn từ cái miệng. Có câu: cái thân làm tội cái đời, cái miệng nói làm thành lời hại thân. Bao nhiêu tội họa đường trên, đều có cái miệng mới cần phải tu. 9. Tiền bạc công minh, ái tình dứt khoát. Làm người thì đừng vì tiền bạc mà mất đi tình cảm. Vẫn biết người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ở đời thì người ở đâu thì có tranh chấp lợi ích, có thị phi ở đó. Tuy nhiên tình cảm, nhân cách mới làm nên được mối chân tình, chứ tiền bạc thì nay còn mai mất, chẳng thể làm nên tình cảm, có chăng cũng chỉ là thứ tình cảm như bọt nước phù dân. 10. Thà im lặng để người khác nghi ngờ mình không biết, còn hơn là mở miệng để người khác chứng thực mình thực sự không biết. Kỳ thực câu nói này rất triết lý, đáng để cho mỗi chúng ta suy ngẫm. Thường thì một người thích nói về bản thân điều gì thì chính là họ đang thiếu điều đó. Ví như người không có học thì lại thích khoe tài trí, người không tiền lại tỏ vẻ làm sang. Biết nói chuyện chỉ là một loại năng lực, nhưng biết im lặng lại là thể hiện trí tuệ. 11. Lòng rộng một tấc thì được lợi ba phân. Tâm người rộng bao nhiêu thì đường rộng bấy nhiêu, lòng người hẹp bao nhiêu thì đường cũng hẹp bấy nhiêu. Phàm làm người đối nhân xử thế mà có thể khoan dung độ lượng sẽ khiến trên có người nhường, dưới có kẻ kính. Giữa dòng đời bôn ba, gặp việc, đối nhân nếu chúng ta có thể nhẫn xin hãy nhẫn, có thể nhường xin hãy nhường. Có câu: nhẫn một bước sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Xã hội phức tạp, lòng người đa đoan, học được cách thích ứng với người, đừng bắt người thích ứng với chúng ta. Làm người bất lộ sơn cũng bất lộ thủy, thông minh tự mình biết, tài hoa tự mình hay, không nhất thiết phải tự chứng minh bản thân mình. Hoa thơm thì bướm ắt tự tìm, bản thân mình có năng lực người khác ắt cũng tự nhìn ra đâu cần ta phải nói. Người có thể khiêm nhường được như vậy thì sẽ được người người tôn kính, người người thương yêu, khi gặp khó khăn cũng ắt được người người tương trợ. 12. Ngày cười 3 lần không cần thuốc. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, người có thể lạc quan yêu đời thì ắt bệnh tật cũng lìa xa. Vậy nên mệnh tốt không bằng tâm thái tốt, lòng người khoáng đãng, tính cách hài hòa có thể dung nạp vạn sự vạn vật. Sống khoáng đãng cũng là sống rộng lượng, bao dung. Vậy nên khoáng đãng cũng là một mỹ đức mà chúng ta cần có, là một cảnh giới sống lạc quan. Chỉ người có thể lạc quan đối đãi với mọi việc mới có thể vui vẻ tươi cười, một cảnh giới cao thâm mà không phải ai cũng có được. Chỉ những người thực sự có trí huệ hơn người mới có thể đạt tới. Lời của tiền nhân mộc mạc mà hàm nghĩa lại cao thâm, tuy gần gũi lại chẳng kém phần cao quý. Nhân sinh tại thế,
Nếu như chúng ta có thể thấm nhuần được những cổ huấn mà tiền nhân để lại thì đường đời 10 phần khó khăn cũng giảm được 4, 5 phần. Con người giống như một cái chai rỗng, tâm chứa đựng cái gì thì bạn chính là cái đó. Rót nước vào cái chai không, thì bên trong chứa đựng nước. Đổ rác vào cái chai không, bên trong chứa đựng rác. Con người chính là một cái chai không, bạn đổ cái gì vào trong đó thì bạn chính là cái ấy. Trong tâm chứa đựng thiện lương, chứa đựng khoan dung, chứa đựng chân thành, chứa đựng cảm ơn, thì cuộc đời bạn sẽ tràn đầy ánh nắng rực rỡ. Nếu gặp bất kỳ mâu thuẫn nào đều biết trước tiên đi tìm chỗ thiếu sót của bản thân để sửa đổi, thì tất cả những gì không tốt của người khác đều sẽ tiêu tan trong tấm lòng rộng lớn bao dung của bạn. Trong tâm có chứa đựng người khác, thì trước bất kỳ việc gì, trước tiên bạn sẽ nghĩ đến cảm thụ của người khác, sẽ không tính toán cho mình, do đó người ta sẽ cảm nhận được sự ấm áp. Bạn quan tâm đến người khác cũng sẽ nghĩ đến bạn. Cuối cùng bạn sẽ có được càng nhiều hơn những gì bạn đã làm cho người khác. Trong tâm chứa đựng trời đất, thì những việc thị phi đúng sai, những tranh giành đấu đá, những công danh lợi lộc, những nỗi chìm dinh nhục chốn nhân gian, hết thảy đều không thể nào che nổi con mắt trí huệ của bạn. Bạn sẽ ung dung tự tại, yên tĩnh hướng tới cao xa, cảm thụ cuộc đời tốt đẹp. Trái lại, trong tâm chứa đựng những hạt giống hận thù, nó sẽ bén rễ, nảy lộc đâm chồi trong cuộc đời bạn. Kết quả là người thù hận sẽ bị chính bản thân mình thù hận trước. Cuối cùng, người bị tổn thương lại chính là bạn. Trong tâm chứa đựng đố kỵ, chứa đựng tính toán, chứa đựng tham lam, bạn sẽ không thể bước ra khỏi bóng tối của sự hẹp hòi, câu thúc và tự tư. Trong cái dòng bạn bè nhỏ mọn tự cho mình là đúng đó mà oán trời trách người. Vì thế bạn bè của bạn cũng càng ngày càng ít, cuối cùng như con tầm tự nhã tơ làm kén mà giam hãm mình, trở thành kẻ cô độc. Trong tâm chứa đựng chức vụ, cổ phiếu, nhà cửa, thì cuộc đời bạn sẽ mệt mỏi bôn ba trong thế giới vật chất. Khi những thứ này lần lượt đến thì truy cầu dục vọng không đáy của bạn thậm chí sẽ khiến bạn bị mê mất trong thế giới tinh thần. Sinh không mang đến, chết không mang đi, đến cuối cùng hai tay buông xuôi rời xa nhân thế, chỉ có thể đem theo sự bận rộn vất vả trống rỗng và sự nuối tiếc mà ra đi. Vận mệnh của bạn, thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo hèn, không quyết định bởi tướng mạo và chiều cao, mà quyết định bởi trong tâm bạn chứa đựng cái gì. Trong tâm bạn chứa đựng những điều tốt đẹp, thì thân thể bạn sẽ mạnh khỏe. Trong tâm bạn chứa đựng những điều tươi đẹp, thì dung mạo bạn sẽ đẹp tươi. Trong tâm bạn chứa đựng đầy năng lượng, thì thân thể bạn sẽ tràn đầy năng lượng. Trong tâm bạn chứa đựng niềm vui, thì cuộc đời bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc. Trong tâm bạn chứa đựng tự tin, thì cuộc đời bạn sẽ sống rất thoải mái, tự tin. Cảnh giới của cuộc đời, tương lai của sinh mệnh, nói là ở trong mê, kỳ thực chính là ngay trước mắt. Chính là ở trong sự lựa chọn của bạn, chính là trong tâm bạn. Tướng tùy tâm sinh, duyên do tâm định, duyên khởi ở tâm, mà tu cũng là ở tâm. Mỗi người chúng ta đều giống như một chiếc chai không, trong tâm chúng ta chứa đựng những gì thì chúng ta sẽ được những thứ đó. Bảy việc người khôn ngoan nhất định không làm, nếu làm sớm muộn cũng tự hại chính mình. Đời người là tuần hoàn quanh những nhân quả và nghiệp báo. Bạn làm việc tốt thì nhận phúc báo, hành sự ác thì lĩnh quả báo. Đạo lý ấy vốn không phải điều mê tín,
mà đã trở thành sự thực rành rành, nhiều người tận mắt thấy. Thực sự có những chuyện nhất định bạn không thể tùy tiện làm. 1. Bất hiếu với cha mẹ. Kinh Thi viết: phụ hề sinh ngã, mẫu hề cốt ngã, ai ai phụ mẫu. Sinh ngã cù lao, tạm dịch: cha sinh ta, mẹ bồng bế ta, ôi thương cha mẹ, sinh ta vất vả. Hiếu thảo chính là việc thiện lớn nhất trong đời người. Dù có xây chùa, dựng tháp, cúng dường, bố thí bao nhiêu, nếu không thể hiếu thuận với mẹ cha, phụng dưỡng đấng sinh thành, thì tất cả công quả đời này của người ta đều tiêu biến cả. Người không có hiếu cũng chính là bất thiện, không đáng tin tưởng. Không hiếu thuận với mẹ cha, sao có thể thuyết phục được lòng người, thu dụng được nhân tâm đây? Dẫu rằng sự nghiệp, học vấn cao đến đâu cũng chỉ là cái ngọn. Cái gốc làm nên tất cả vẫn là tấm lòng chân thành phụng dưỡng song thân. Người không có hiếu thì trời người đều giận. 2. Tham dâm háo sắc. Người ta sống trong thế giới này chính là nhuốm mình trong sắc dục. Người chứa tà dâm trong tâm thì hành vi không đoan chính, lời nói ra không đứng đắn, nghiêm trang. Vì sắc dục, họ cũng có thể bất chấp thủ đoạn, làm nên chuyện bại hoại nhân luân, hủy hoại đạo đức. Ngoài ra, người tham dâm, háo sắc cũng không được khỏe mạnh. Tâm hồn họ chứa đầy ý niệm dẫn đục, thể chất họ cũng suy mòn theo thời gian. Dâm dục là chuyện hao tổn nguyên khí hàng đầu. Nếu ai không thanh tịnh từ bỏ, tiết chế nó, khẳng định là người ấy hoàn toàn có thể gặp hiểm nguy về sinh mệnh. 3. Yêu chuộng tiện nghi, keo kiệt, ít làm việc thiện. Đây là nói về những người coi của cải, vật chất hơn cả sinh mệnh chính mình. Họ ưa xa xỉ, tiện nghi, có thể bỏ tiền núi ra mua sắm vật chất thỏa mãn dục vọng của mình. Nhưng họ cũng là những người keo kiệt, bủn xỉn nhất, sẽ chẳng rời tay cho ai thứ nào. Làm việc thiện với họ là chuyện tốn công vô ích, bố thí với họ là chuyện khôi hài. Những người này ban đầu có thể có nã để dư, kho lẫm sung túc, nhưng dần dần miệng ăn sông băng núi lở, khẳng định không thể bền lâu. Bởi họ không tranh thủ hành thiện tích phúc báo, nên thay vì nhận phúc, họ sẽ phải gánh họa, gánh nghiệp mà bản thân gây ra. Không có tâm thiện, lòng từ bi, thương người, họ cũng không bao giờ chìa tay giúp đỡ người khác. Vậy thì khi gặp hoạn nạn, ai sẽ là người giang tay cứu vớt họ đây? Cả trời và người đều không dung thứ, họ sẽ biết đi về đâu? Chẳng phải là tuyệt số, dứt mệnh rồi sao? Đời người trăm năm là hữu hạn, vinh hoa phú quý rồi cũng tan, loại người ấy chính là khổ sở nhất trên đời. 4. Thường xuyên sát sinh. Người ta vì kế sinh nhai, vì cuộc sinh tồn mà buộc phải sát sinh, hại mệnh. Nhưng ngoại trừ những trường hợp sát sinh để phục vụ cuộc sống sinh tồn, cũng phải chịu tội nghiệp nhưng nhỏ hơn, thì sát sinh bừa bãi, hại mệnh giết người sẽ phải gánh quả báo nặng nề. Sát sinh chính là biểu hiện của sự bất thiện, không có lòng trắc ẩn, nhân ái. Nhưng bản tính mà trời cấp cho con người lại là lương thiện. Người xưa chẳng đã từng giảng: nhân chi sơ tính bản thiện đó sao? Nếu đã không thể hợp với mệnh trời, thiên lý, thì người đó có thể sinh tồn được nữa sao? Sát sinh bừa bãi chính là tạo khổ nạn cho chính mình. Rất nhiều người làm nghề đồ tể, giết hại súc vật, đến khi cuối đời đều gặp quả báo. Trong dân gian cũng lưu truyền rất nhiều câu chuyện người lúc sống sát sinh, khi chết phải xuống địa ngục chịu mọi hình phạt bồi hoàn. Đó quả thực là một vấn đề nghiêm túc phi thường, hệ trọng phi thường.
5. Kiêu căng ngạo mạn, không tôn sư trọng đạo. Người xưa rất kính trọng vị thầy của mình, thường giảng một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Người Á Đông thực sự rất coi trọng truyền thống tôn sư trọng đạo ấy. Họ quan niệm người không học thì không biết lý, không hiểu đạo. Đối với người đã truyền lý, giảng đạo cho mình, sao có thể không kính trọng đây? Khổng Tử nói, tam nhân hành, tất hữu ngã sư, ba người đi cùng, trong đó nhất định có một người đáng làm thầy ta. Kiêu căng ngạo mạn, nghĩ mình tinh thông, coi thường người khác ngay cả sư gia của mình, đó không phải hành động của người có nhân nghĩa. 6. Trộm cắp. Trộm lấy những thứ không thuộc về mình chính là tạo nghiệp mà không hay. Trước mắt, người ta có thể chiếm giữ được lợi ích vật chất, có được tiền tài, đồ quý, nhưng không biết rằng mình đã phải tổn hao biết bao phúc đức. Đạo trời vốn rất công bằng, được mất là có phán xét. Chiếm của người khác thứ gì thì phải bồi hoàn lại một thứ khác. Cho nên bạn thấy chẳng có kẻ trộm cắp giặc nào trở nên giàu có. Số tiền trộm được lại nướng vào sòng bài, quán nhậu. Với những kẻ trộm cao tay hơn, tham ô, chiếm đoạt của cải quốc gia, khoác áo trí thức, quan chức mà làm chuyện cướp giữa ban ngày thì kết cục càng bi thảm hơn. Của cải trước mắt họ chẳng thể bền, pháp luật một ngày sẽ mang họ ra ánh sáng. 7. Nói dối. Lừa dối hiện đã trở thành một vấn nạn lớn của xã hội. Những thứ hư tình giả ý, ý dối tình giả ấy đang gây họa loạn cho đạo đức, nhân luân. Lời nói ra không còn tín nhiệm, mất đi chân thành, chính là như ngàn vạn lưỡi dao đã thương người khác. Những lời ngụy tạo, bịa đặt, lời chia rẽ thị phi thậm chí có thể khiến bạn phải chịu nghiệp quả. Phật gia giảng rất rõ về khẩu nghiệp và quả báo, luôn khuyên người ta phải tu khẩu, tu dưỡng cái miệng và lời nói của mình. Lời nói của bạn cũng là mang theo năng lượng. Nói lời xấu xa sẽ trút năng lượng xấu vào đối phương. Thứ năng lượng ấy cũng tích tụ trong bạn, rồi một ngày sẽ khiến bạn phải gặp rắc rối. Hẳn mọi người đều nhớ chuyện cậu bé chăn cừu nói dối. Cậu bé thường ngồi trên núi, ngắm nhìn đàn cừu thảnh thơi ăn cỏ. Chẳng có gì vui, một hôm cậu nghĩ ra một trò tinh quái. Cậu hít một hơi lấy sức, hớt hải chạy xuống chân núi, hét toáng lên, có sói, có sói đến. Dân làng tất tả chạy ngay lên núi nhưng nhìn quanh chẳng thấy con sói nào. Mọi người quở mắng, cậu chỉ cười khì khì. Qua dài bận như vậy, dân làng cứ bị lừa hoài. Nhìn mọi người mồ hôi nhễ nhại, chạy lên trên núi, cậu bé lại càng lấy làm thích thú hơn, cứ cười ngặt nghẽo. Cho đến một hôm, sói dữ lên núi thật, rình mò ăn thịt bầy cừu. Cậu bé lần này hoảng quá, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới làng, miệng không ngừng kêu, sói, sói đến. Nhưng lần này đã chẳng còn ai tin cậu nữa, không ai lên núi giúp cậu. Cuối cùng bầy cừu của cậu chạy tan tác khắp nơi. Cậu bé chỉ biết ngồi khóc tu tu một chỗ. Lời nói dối, dù chỉ là trong phút vui đùa, gây hại đến như vậy đấy. Cuộc đời mỗi người, trăm năm trôi qua là không phải lúc nào cũng xuôi gió thuận buồm. Vô số chuyện không như ý, vô vàn sầu não chẳng dứt dẫn ập tới bên ta. Những đau khổ ấy dễ dàng dẫn người ta lạc đường, trở nên bất thiện mà chẳng tự biết. Bao nhiêu chuyện bại hoại nhân luân, tha quá, phóng túng gây ra đều chính bởi cái tâm bất thiện này của con người. Nhưng đạo trời vốn công bằng, công tội đánh giá không bao giờ sai lệch. Vậy nên mới có câu nói xưa nay, thiện hữu thiện báo,
ác hữu ác báo. Nếu như người ta có thể giữ tâm bình an, vui vẻ, nuôi lòng thiện, dưỡng phúc quả thì tự khắc hoàn cảnh sẽ đổi khác, môi trường cũng thay đổi đi. Người xưa có câu tướng tại tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, tướng do tâm mà sinh ra, cảnh tùy theo tâm mà chuyển biến. Như thế, càng ôm giữ thiện niệm bao nhiêu, bạn càng có cơ hội được sống hạnh phúc, bình yên bấy nhiêu. Ở đời, chẳng phải được sống bình yên, hạnh phúc rốt cuộc chính là điều quý giá nhất đó sao? Chính là lòng thiện dưỡng thành một tâm thanh. Mây khói tan nhanh kiếp lợi danh, bóng câu qua cửa nào ai biết, trăm năm chỉ ước được duyên lành. Có bao giờ bạn thử ngẫm lại rằng liệu có phải mình đang lo nghĩ nhiều quá chăng? Bạn căng thẳng, nhức đầu chỉ vì vài thứ chuyện cỏn con, nhỏ nhặt. Bạn thường than thở đại loại, đời về cơ bản là buồn và nghe không dưới 3 lần mỗi tuần câu này từ bạn bè: mày nghĩ nhiều quá. Người suy nghĩ tích cực thì cuộc sống thường tươi đẹp, hạnh phúc hơn, được người xung quanh yêu mến hơn. Ai cũng hiểu đạo lý ấy. Nhưng cải biến tư tưởng của một người có lối nghĩ tiêu cực lại không phải chuyện chỉ trong một sớm một chiều. Những lời khuyên chân thành, những đạo lý bình dị nhất đôi khi lại thay đổi tình hình khá nhiều. Người tự ti, nhìn đời quá tiêu cực, hãy luôn ghi nhớ rằng: 1. Quá để ý tới người khác thường sẽ làm tổn thương chính bản thân. 2. Những người đối xử tốt với mình sẽ càng ngày càng ít đi, hơn nữa cũng không nhất định ở bên cạnh bạn mãi. Bởi vậy, trước tiên cần học cách đối xử tốt với chính mình, yêu thương chính mình. 3. Thật lòng đối tốt với một người chưa chắc đã được báo đáp. Đôi khi chính những người bạn không để tâm, chú ý đến lại là kẻ coi trọng bạn nhất. 4. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng có rất nhiều thứ trong đời chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cũng có rất nhiều điều chỉ gặp một lần duy nhất. 5. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng không phải lúc nào trong tình yêu cũng có cái gọi là thật lòng, đắng cay nhiều cũng chẳng để làm chi, thà rằng quên đi chuyện cũ. 6. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng chẳng cần phải tranh luận ai đúng ai sai, điều phải điều trái. Tranh luận rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ hoài công vô ích, tổn thương nguyên khí của nhau thôi. 7. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng nếu bản thân gặp chuyện không vui cũng chớ nên cầu mong sự chia sẻ của người khác. Cuộc đời mình chỉ có tự mình chịu trách nhiệm mà thôi. 8. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng có rất nhiều thứ vốn không thuộc về mình, càng dùng sức cưỡng cầu sẽ càng không như ý. Tốt nhất hãy để mọi thứ tùy duyên mà đến, mà đi, cõi lòng cũng trở nên thanh thản. 9. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng không nhất thiết mỗi việc mình làm đều có nghĩa, có thể coi chúng như một ký ức đẹp vậy là đã đủ rồi. 10. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng có rất nhiều người từng đi qua cuộc đời mình mà bạn không còn nhận ra, nhưng xin hãy cứ lưu giữ những hồi ức tươi đẹp nhất về họ. 11. Ngay từ bây giờ hãy nắm chặt tay những người bạn có thể nắm chặt và buông tay những người không thể níu giữ. Đừng vì níu giữ một người không đáng níu kéo mà mất đi rất nhiều người khác. 12. Hãy luôn gìn giữ sự tự tôn của chính mình, nhưng bạn cũng nên hiểu rằng trong mắt người khác thì nó không là gì cả. 13. Lúc tâm trạng không vui, chớ nên nổi cáo với mọi người để rồi sau đó lại cầu mong họ tha lỗi. Trên đời sẽ chẳng có ai giống như cha mẹ bạn, luôn bao dung và chở che, luôn tha thứ cho bạn dẫu là lỗi lầm lớn nhất. 14. Chuyện không liên quan tới mình, bạn đừng quản.
có những người, những việc nên tránh gặp, tránh vướng vào là tốt nhất. Đừng vì chút chuyện không đâu mà tức giận, tổn hao nguyên khí của chính mình. Người xưa nói, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lại có câu, tướng tại tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, tướng sinh ra từ tâm, hoàn cảnh tùy theo tâm mà biến đổi. Nguyễn Du cũng từng viết trong truyện Kiều, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trong lòng người ta nghĩ điều gì thì môi trường bên ngoài cũng sẽ biến đổi theo như thế. Tâm bạn chứa điều gì thì cũng sẽ thu hút những điều tương tự như thế đến với mình trong đời. Người tiêu cực, chán chường sẽ chỉ chuốc lấy những điều sầu muộn, chồng chất như vậy làm người ta chẳng phút nào nguôi. Nếu muốn hạnh phúc gõ cửa nhà mình, trước tiên bạn hãy là người có suy nghĩ tích cực, là người biết ươm trồng hạnh phúc, mới hay trăm năm dần vũ gió mây. Hồng trần nặng nợ còn đầy lo toan, tìm đâu thấy chốn bình an. Về đâu chân mỏi dặm ngàn mông lung, người càng xuất chúng càng tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến, tĩnh lặng đi, tĩnh lặng cống hiến, tĩnh lặng thành tựu. Người thực sự cao quý sẽ không cố ý tự làm ra dáng vẻ cao quý, mà sẽ biết cách hạ thấp cái tôi của chính mình. Khi ở đỉnh cao huy hoàng thì không khoe khoang, tự mãn. Khi trong cảnh khốn cùng cực khổ thì không khúm núm hạ mình. Người thực sự cao quý giống như đám mây, khi đến khi đi đều không để lại dấu vết, luôn nắm bắt được ánh nắng trong trong sâu thẳm tâm hồn mình, cho dù đó là vào ngày mưa. Tỉnh mới tạo nên thành tựu. Phàm làm việc gì cũng cần phải tỉnh, tỉnh lặng đến, tỉnh lặng đi, lặng lẽ nỗ lực, lặng lẽ thu hoạch, kiên kỵ làm ồn. Khí chất cao quý thực sự của một người không phải là toàn thân toát ra châu báu, mà là nội tâm có ánh quang, cơ thể có năng lượng thuần chính, tích cực. Tâm an tĩnh, con người sẽ trở nên cao quý. Điều đáng giá nhất của một con người chính là sở hữu tinh thần cao quý. Tỉnh là một phương thức sống, đạm bạc danh lợi, thuận theo tự nhiên. Con người ai cũng có dục vọng, cũng có nhiều sự tình và tình cảm không buông bỏ được. Người ôm quá nhiều dục vọng, vĩnh viễn sẽ không hiểu được hạnh phúc chân chính là gì. Hôm nay kiếm được 100 triệu, ngày mai lại mơ tưởng kiếm được 200 triệu. Sở hữu càng nhiều, tâm hồn càng mệt mỏi, như một tảng đá đè nặng lên tâm hồn, hỗn hển thở không giây phút nào thảnh thơi. Để đeo đuổi danh vọng, thành công, cần phải đạt được vị trí cao hơn, phải cạnh tranh khốc liệt với người. Theo đuổi tiền bạc đòi hỏi phải nghĩ ra nhiều cách đầu tư hơn, tìm kiếm phương thức kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Tất cả mọi sự đeo đuổi, truy cầu đều gây ra phản tác dụng. Người có địa vị không phải là người có được vị trí cao, mà là người có được sự tôn trọng của người khác. Người giàu có không phải là người vàng bạc đầy mình, mà là người biết đủ, biết mãn nguyện. Hãy trân trọng những gì bản thân đang có, theo đuổi ước mơ tùy theo khả năng của bản thân. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, được mất trên thế gian là chuyện thường tình. Bất kể bạn có rất nhiều tiền đi chăng nữa, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ hạnh phúc. Chỉ khi học cách buông bỏ dục vọng, sống một cuộc sống đơn giản, yên tĩnh trong tâm, niềm vui sẽ đến. Tỉnh là một loại phúc khí, tâm an là may mắn. Có một chàng trai, bởi vì cha mẹ ly hôn nên mỗi ngày đều cảm thấy rất buồn chán, thường mượn rượu giải sầu. Một ngày nọ, anh uống say rồi mới phát hiện ra trong túi mình không còn xu nào, không thể nào bắt xe đi về được. Trong lúc nửa say nửa tỉnh,
anh bước vào một đường hầm và đổ gục xuống rồi ngủ liền. Sáng hôm sau, một bé gái bước đến nói: "Chú này thật đáng thương quá." Nói xong, bé gái cho anh 50.000. Anh thanh niên này cảm động, nước mắt giàn giụa, chợt nhận ra thì ra thế giới này cũng không quá lạnh lẽo vô tình, vẫn còn có những người quan tâm đến mình. Từ đó anh thanh niên này rời xa rượu, nỗ lực làm việc kiếm tiền. Sau này anh còn mua được nhà và có được một gia đình nhỏ hạnh phúc. Một người nếu trong tâm có những tia hy vọng thì sẽ tràn đầy phúc khí, ở đâu cũng ngập tràn hạnh phúc. Trong tâm luôn tồn những điều tốt đẹp, thế giới xung quanh cũng sẽ luôn tốt đẹp như thế. Tướng do tâm sinh, nhân quả là có thật. Khi tĩnh tâm xuống, dừng lại những bước chân vội vã, bạn sẽ phát hiện ra rằng tất cả những điều tốt đẹp bạn đã từng bỏ lỡ sẽ trở về bên bạn. Tỉnh là một loại trí huệ, có thể bất biến giữa dòng đời vạn biến. Khi gặp một sự cố xảy ra không như ý, bạn càng điềm tĩnh bao nhiêu, bạn sẽ có thể nghĩ ra nhiều cách giải quyết. Trong mọi chuyện, cách giải quyết vấn đề luôn nhiều hơn những khó khăn bạn gặp phải. Bởi vậy nên đừng tỏ ra quá lo lắng. Những người có thể bình tĩnh trong mọi việc, tưởng như bất động, nhưng kỳ thực họ đang vận dụng đầy đủ trí huệ vô hạn của mình để tìm lối thoát cho cuộc đời và tìm cách biến khó khăn thành cơ hội. Có thể người đó không có được biện pháp cực kỳ sáng suốt, nhưng người đó giống như người leo núi, kiên trì từng bước lên dốc thì cũng có thể lên đến đỉnh cao của cuộc đời, cũng có thể vượt qua tất cả các kiếp nạn. Người đi chậm, trái lại càng dễ đến mục tiêu, bởi vì họ bước đi chắc chắn, mỗi bước đều thong dong, đều trong tầm kiểm soát. Đừng vội vàng hấp tấp, thời gian sẽ có câu trả lời thỏa đáng nhất cho bạn, cũng sẽ thành tựu chúng ta. Hãy trở thành người nỗ lực không ngừng nghỉ. Tỉnh là biểu hiện của sự thiện lương, có lợi cho vạn vật mà không tranh. Cơn mưa tốt biết thời tiết, đến mùa xuân mới mưa. Theo cơn gió đi vào đêm tối, tưới vạn vật tốt tươi mà vẫn lặng lẽ. Những cơn mưa xuân tí tách, rơi trên bụi cỏ, tưới lên khóm hoa, từ đó khiến cả thế giới thay màu đổi sắc, tươi đẹp. Nhưng mưa xuân không cần bất kỳ sự báo đáp nào. Người kiên trì giúp đỡ người khác mà không cầu hư danh, không cần người ta báo đáp, tinh thần này là đáng quý nhất. Tất cả những bố thí, từ thiện tạo thanh thế, đều là giả tạo. Một khi bị vạch trần thì đó chính là trò cười cho thiên hạ. Là một người yên tĩnh, giống như trận mưa xuân lặng lẽ, dùng sinh mệnh để tưới vạn vật tốt tươi. Mưa qua đi thì trời nắng, chẳng ai thấy giọt mưa nào, nhưng không khí trở nên tươi mới, trong lành, con người cũng trở lên trong sạch, sáng suốt. Ví dụ, một người hoàn toàn không quen biết mắc trọng bệnh, bạn gửi cho người đó ít tiền. Tuy người đó không biết bạn là ai, nhưng sau đó họ chuyển lời cảm ơn. Khi bạn nghe được lời này, bạn biết là người bệnh đó đã khá lên rồi, bạn sẽ cảm thấy ấm áp, tinh thần bạn sẽ trở nên rất vui vẻ hạnh phúc. Yên tĩnh lặng lẽ giúp người, dẫu không có ai tán thưởng, nhưng nhất định đó là cao quý. Sự cao quý này ở trong khí chất, trong cốt lõi con người. Người lặng lẽ làm điều thiện, có thể mọi người không biết, nhưng ông trời biết rất rõ và sẽ luôn bảo hộ, mang đến phúc lành cho những người thiện lương. Bởi vậy, hãy trở thành một con người thiện lương, để mỗi sớm mai thức dậy, nhìn ánh bình minh và nghe tiếng chim hót,
trong lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tỉnh là một loại cảnh giới, được hay mất cũng thông dong. Một lão hòa thượng dẫn một tiểu hòa thượng đi dân du quá duyên. Một người hảo tâm cho họ một lạng bạc. Tiểu hòa thượng vui mừng lắm, cầm lấy nén bạc, yêu thích không rời tay. Khi đi đò qua sông, tiểu hòa thượng lỡ tay đánh rơi nén bạc xuống sông. Mất bạc rồi, tiểu hòa thượng đau lòng lắm. Lão hòa thượng hỏi, tại sao con lại đau lòng như thế này? Tiểu hòa thượng nói, con đánh mất bạc rồi. Lão hòa thượng nói, nén bạc đó vốn không phải của con mà. Tiểu hòa thượng chợt ngộ ra, vui vẻ cười. Sống trên đời, những thứ không thuộc về mình thì cho dù có được nó trong tay thì cũng sẽ mất đi. Vật chất cũng vậy, tình cảm cũng vậy, đều như nhau, coi nhẹ được mất, không so đo đúng sai mới có thể có được hạnh phúc đích thực. Con người vốn là khách qua đường, tất cả những gì có được cũng chỉ là khói mây bay qua trước mắt. Nếu quá coi trọng nó, chú ý đến nó, thì thực tế là đang làm khó chính mình. Có được thì có mất, đó chính là cuộc sống chân thực. Không tính toán so đo, thì cuộc đời mới rộng mở thoáng đạt. Khi tâm chúng ta lắng xuống, tĩnh tâm lại, chúng ta không những lĩnh ngộ được ý nghĩa của kiếp nhân sinh mà còn nghe được những âm thanh của hoa nở, của tiếng reo vui trong tâm hồn. Đó mới chính là cảnh giới đích thực của nhân sinh mà chúng ta truy cầu. Nội tâm tĩnh lặng là thể hiện của người có tu dưỡng. Nội tâm thường tĩnh lặng thì khi gặp nguy mới không hoảng loạn, gặp khốn cảnh mới không u sầu. Tâm tình bình ổn cũng là thể hiện trình độ tu dưỡng của một người. Làm thế nào giữ được nội tâm tĩnh lặng? Thường xuyên tu tâm dưỡng tính. Tĩnh lặng là thể hiện trình độ tu dưỡng của một người. Tĩnh lặng không phải là nhàm chán hay trống rỗng hư không, mà ngược lại, người có thể tĩnh lặng thì nội tâm lại rất phong phú. Tĩnh lặng là có thể kiềm chế bản thân không để ngoại cảnh tác động, gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết. Chuyện kể rằng, Tử Lộ tên là Trọng Do, ông là một trong 72 môn đệ của Khổng Tử. Có một lần Tử Lộ ngồi chơi đàn, Khổng Tử nghe thấy tiếng đàn rất lạ bèn nói với các môn sinh, lạ thật, ta thường dạy chữ hòa, vậy mà sao tiếng đàn của Do lại có tính sát phạt như vậy, không có giống với lời dạy của ta. Các môn sinh đi vào nói lại lời của thầy với Tử Lộ, thì ra trong lúc Tử Lộ đang gảy đàn thì có một con mèo đang rình bắt một con chuột, do đó tiếng đàn mới có âm điệu sát phạt như vậy. Tử Lộ chỉ hơi động tâm một chút thì tiếng đàn đã thay đổi hẳn đi. Người muốn làm việc lớn thì tâm lại càng phải tĩnh lặng. Các bậc thánh nhân càng gặp phải chuyện kinh thiên động địa thì lại càng có thể tĩnh lặng, gặp lúc nguy cấp cũng không đánh mất phong thái của bản thân. Khổng Tử gặp nguy vẫn không hoảng loạn. Có một lần Khổng Tử và mấy học trò bị dây khốn ở giữa nước Trần và nước Thái. Cả thầy và trò bị thiếu lương thực, bị bỏ đói, chỉ có thể hút cháo cầm hơi. Thế nhưng Khổng Tử vẫn điềm nhiên ngồi trước nhà gảy đàn ca hát. Tử Lộ thấy vậy mới hỏi Khổng Tử, lúc này mà thầy vẫn có thể ca hát, chẳng lẽ đây cũng là yêu cầu của lễ hay sao? Khổng Tử nghe vậy nhưng không vội trả lời, đợi khi chơi hết bản nhạc rồi mới nói, Tử Lộ à, trong lúc này người quân tử chơi nhạc là để giữ cho tâm mình không kiêu ngạo phóng túng, còn tiểu nhân chơi nhạc là để che giấu nỗi sợ hãi của mình. Còn đi theo ta đã lâu chẳng lẽ không hiểu tình cảnh này hay sao? Tử Lộ nghe xong thì tâm mới bình tĩnh trở lại. Vừa lúc đó,
một cơn gió nhẹ thổi đến mang theo hương thơm thoang thoảng. Khổng Tử lần theo hương thơm mà đi tới một thung lũng nhỏ. Ở trong thâm sâu tịch cốc phát hiện ra một nhánh lan rừng đang nở. Hương thơm thật dễ chịu, cứ lặng lẽ bay xa. Khổng Tử nói với các học trò, hoa lan nơi hang sâu tịch cốc, không gì không có người mà không nở hoa tỏa hương, dù là trong hoàn cảnh nào cũng không thay đổi bản chất của mình. Cũng giống như người quân tử thanh tao, chính trực, kiên cường. Làm thế nào giữ được nội tâm tĩnh lặng? Sự tĩnh lặng của một người đến từ đâu? Chắc chắn là không phải sinh ra đã có. Nó là cả quá trình rèn luyện tu tâm dưỡng tính mà thành. Có một vị thiền sư từng nói, một người muốn tâm tĩnh lặng như nước thì điều quan trọng là có thể bỏ qua được những phiền não về danh lợi, dứt bỏ được những quấy nhiễu của sắc dục. Đó chính là phải buông bỏ. Một người bình thường khi gặp chuyện không như ý thì sẽ thất vọng, khi bị tổn thương thì sẽ thống khổ, khi bị phỉ báng thì sẽ suy sụp. Khi đứng trước cám dỗ của danh lợi thì sẽ lưỡng lự, khi bị phản bội thì sẽ oán hận, khi đứng trước sinh tử thì run lên sợ hãi. Kỳ thực cũng là do định lực của những người này quá yếu, sự tu dưỡng còn chưa đủ nên mới như vậy. Người càng lớn tuổi càng trầm lặng cũng là vì đã trải qua đủ các khảo nghiệm trong đời. Lúc tuổi trẻ có thể hăng say cuồng nhiệt nhưng rồi nhận ra mọi thứ đều không thể như mình mong muốn. Nhận ra muốn nhanh thì cứ từ từ, tâm tình vì vậy mà cũng tĩnh lặng hơn. Nhưng một người có tu dưỡng thì không chờ việc đến mới đối phó, mà trong cuộc sống hàng ngày cũng luôn phải chú ý rèn luyện cái tâm của mình. Tập nhẫn nhịn từ những việc nhỏ, để khi việc lớn xảy ra còn đủ bình tĩnh mà xử lý cho đúng. Có người hay thích ở một mình, yên lặng đọc sách hay suy ngẫm về cuộc sống. Người ngoài nhìn vào có thể thấy là nhàm chán vô vị, nhưng thực ra đó một cách rất tốt để nuôi dưỡng tâm hồn. Sự cô độc sẽ làm cho nội tâm người ta mạnh mẽ hơn. Sự cô độc sẽ giúp người ta hiểu thấu lẽ đời. Tâm tĩnh lặng như mặt hồ, dù có việc gì xảy ra cũng không dễ mà xao động. Một vị sư phụ và đệ tử đang đi bộ xuyên rừng, nhưng người đệ tử cứ cảm thấy tâm trí rối bời không yên. Anh hỏi thầy, thưa thầy, tại sao tâm trí chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ và chỉ có rất ít người mới có tâm trí tĩnh lặng? Chúng ta có thể làm gì để luôn thấy tĩnh lặng trong tâm trí đây à? Vị sư phụ mỉm cười, nhìn đệ tử rồi nói, ta kể cho con nghe câu chuyện về một con voi. Con voi đang đứng hái lá từ trên cây bình thản nhấm nháp. Bỗng có một con ruồi nhỏ bay tới và cứ do do gầy tay con voi. Con voi phe phẩy đôi tai để quạt con ruồi đi. Nhưng con ruồi bay đi rồi lại bay tới, con voi lại phe phẩy tai đuổi đi. Con voi bắt đầu thấy ngạc nhiên, nó hỏi con ruồi, sao anh không nghỉ ngơi mà cứ làm ồn mãi thế? Anh không đứng yên một lúc được à? Con ruồi liền đáp, tôi bị thu hút bởi tất cả những gì tôi nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy. Cả năm giác quan đều không ngừng hoạt động và không thể chống chọi được với sự biến đổi thiên biến vạn hóa của mọi thứ xung quanh tôi. Bí mật của anh là gì vậy? Tại sao anh có thể luôn điềm đạm và tĩnh lặng như vậy? Con voi ngừng ăn và mỉm cười. Năm giác quan không thể chi phối sự chú ý của tôi. Tôi biết kiểm soát sự chú ý của mình và có thể hướng nó tới bất cứ nơi nào tôi muốn. Điều này giúp tôi tập trung vào mọi thứ tôi làm và vì thế tôi hoàn toàn có thể tĩnh lặng và chìm trong công việc. Anh thấy đấy, tôi đang ăn và chỉ tập trung ăn. Bằng cách này tôi có thể thưởng thức món ăn ngon hơn. Tôi kiểm soát sự chú ý của mình chứ không để sự chú ý bị phân tán và chi phối mình. Đây là bí mật của tôi.
người đệ tử à lên một tiếng, đôi mắt mở to và nở một nụ cười rạng rỡ. Con đã hiểu. Tâm trí của con sẽ không bao giờ được tĩnh lặng nếu con tiếp tục để thế giới xung quanh hấp dẫn cả năm giác quan. Con phải học cách điều khiển năm giác, biết chọn lọc những gì cần và không cần tập trung. Có như thế tâm trí con mới trở nên tĩnh lặng được. Phải rồi con trai, vị sư phụ trả lời, tâm trí luôn chuyển động và nó sẽ đi đến bất cứ nơi nào nó muốn. Kiểm soát được sự chú ý, con sẽ kiểm soát được tâm trí. Xưa nay ai cũng biết thiền là tìm về cõi tĩnh và lặng để cho tâm được an tịnh. Thật ra tĩnh là lúc nào cũng biết rõ ràng, còn lặng là yên lặng, như trong trạng thái thân tâm bất động, dừng mọi hoạt động của thân tâm. Làm thế nào để thân tâm bất động? Phải biết điều thân, làm cho thân yên ổn, không di động, cách ngồi chắc nịch như kiết già, sao cho ngồi thiền được lâu. Từ đó tâm mới có thể được yên lặng, nhưng chưa phải là tâm không hoạt động vì dòng tư tưởng trong tâm luôn trào ra như tâm duyên ý mã vậy. Tâm được tĩnh lặng là lúc nào cũng tỉnh giác, biết rõ ràng, vắng mọi vọng niệm, bật các vọng tưởng. Ngoài cách điều thân ra, thiền còn mở ra nhiều phương pháp chế ngự tâm này cho nó thuần thục vâng lời theo ta. Đức Phật đã dạy nhiều pháp môn cho chúng sanh tùy căn cơ trình độ để tu tập. Dù có nhiều pháp môn khác nhau để điều tâm, tựu chung chỉ có phần biệt hai cách làm cho tâm được tĩnh lặng là thiền tiệm ngộ, tương đối làm cho dòng tâm thức bớt chao đảo, bớt vọng niệm, bớt gây nghiệp thức, dòng tâm thức trong sáng hơn. Còn thiền đốn ngộ tuyệt đối rèn luyện tuệ giác chặt chẽ và miên mật hơn để rửa sạch dòng tâm thức triệt để hơn. Từ đó nghiệp thức trong tâm dần dần sáng sủa, không còn dẫn đục. Tâm tĩnh lặng sự thật là khó đạt. Rất nhiều người tu trì cả đời mà tâm vẫn tham sân si, ngã mạn tràn ngập. Cho nên chúng ta nếu muốn tập thì phải kiên trì và tập hằng ngày. Thiền từng phút, từng giây, trong từng cử chỉ, hành vi, việc làm hằng ngày của chúng ta. Tâm tĩnh lặng, chẳng liên hệ một chút nào đến sự thông minh của bạn. Tâm tĩnh lặng, chỉ liên hệ đến sự khiêm tốn, kiên nhẫn và siêng năng luyện tập của bạn. Đời người nhiều khi thua bởi tranh biện, thắng bởi im lặng. Trong cuộc sống, mọi người thường cho rằng gặp bất kể chuyện gì thì đều phải cố gắng nói rõ ràng minh bạch để người khác không hiểu lầm. Nhưng kỳ thực, nhân sinh có rất nhiều khi tranh biện, cãi lý không bằng im lặng, bao dung. Có câu chuyện kể về đạo lý im lặng như thế này. Có một người giàu có và nổi tiếng vì ngưỡng mộ đạo Phật mà quyết định dứt bỏ hết phù hoa, danh lợi nơi thế tục để xuất gia tu luyện. Sau này vì đức hạnh và phong thái mà ông được chọn làm sư trụ trì tại một ngôi chùa lớn. Qua một thời gian, đột nhiên xuất hiện rất nhiều lời bàn tán, nói rằng ông vì ham muốn cuộc sống giàu có ở chùa mà chuyển đến sinh sống tu hành. Điều này khiến các đệ tử của ông vô cùng tức giận. Một số gặp những người bàn tán để tranh biện. Một số đệ tử tại gia còn viết chuyện về cuộc đời của ông để lưu truyền. Khi vị sư trụ trì biết được việc làm của các đệ tử, ông đã gọi họ tới và nói, việc làm của các con tuy rằng là xuất từ ý tốt, nhưng thực ra lại là không đúng. Xem ra sau này ta phải sống thận trọng hơn nữa. Các đệ tử của ông không đồng ý, nói, sư phụ, những người đó bịa đặt, phỉ báng ngài nên chúng con mới quyết định lên tiếng thanh minh vì ngài. Vị sư trụ trì lắc đầu, trầm ngâm, nói, các con phải nhớ kỹ, nếu sau này các con cũng bị người khác phỉ báng, nhất định không được đi cãi lại.
Bởi vì càng cãi lại sẽ càng có hại. Nếu không tranh biện cãi lại thì người phỉ báng sẽ dừng lại và không có hậu quả gì xảy ra. Nhưng một khi tranh biện cãi lại thì lời phỉ báng sẽ là vô cùng vô tận, không dừng lại. Như vậy thì các con làm sao còn tâm trí, thời gian để tu hành nữa? Cho nên, chúng ta chỉ nên để tâm làm đến nơi đến chốn những việc tốt đẹp nhất, lương thiện nhất. Nếu chúng ta làm sai, thì cho dù có bao nhiêu người khen ngợi chúng ta cũng đều là vô ích. Nếu chúng ta làm đúng, thì cho dù có bao nhiêu người nói xấu chúng ta cũng không bị hao tổn gì. Chúng ta trong đối nhân xử thế, làm việc, nhất định không nên tính toán hay để tâm nhiều đến những lời gièm pha phỉ báng của người khác. Mọi chuyện xảy ra giống như lời vị sư trụ trì nói. Việc các đệ tử của ông đi tranh biện, lưu truyền chuyện về cuộc đời ông khiến những lời chê trách, phỉ báng ông càng tới nhiều hơn. Nhưng lần này, các đệ tử nghe theo lời chỉ dạy, một mực im lặng không cãi lại, dùng sự thiện lương trong mỗi hành động của mình để cho người đời tự cảm nhận. Họ đột nhiên phát hiện ra rằng hết thảy những lời chê trách và phỉ báng ấy qua một thời gian tự nhiên tan thành mây khói, biến mất và không còn bị ai nhắc lại nữa. Có rất nhiều sự việc xảy ra là không thể nói rõ ràng ngay một lúc được. Đặc biệt là đối với những người tâm lượng hẹp hòi, không có văn hóa và giáo dưỡng, thì không nhất định phải thanh minh đúng sai, bởi rất nhiều lúc cuộc tranh cãi ấy sẽ trở thành một cuộc đối đầu. Lấy ác trị ác, chi bằng lấy thiện cảm hóa nhân tâm. Nếu hành động và lời nói đều là thiện lương thì sớm muộn cũng có được lòng người. Bậc trí giả có thể nhẫn, có thể lui, mà chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ thành vui. Người quân tử chỉ sợ vô đạo chứ không sợ nghèo khó, chỉ sợ mất đi chuẩn tắc làm người chứ không chấp vào được mất thắng thua. Nửa đầu cuộc đời học nói, nửa sau học im lặng. Trong cuộc sống, chắc hẳn mỗi người trong số chúng ta đều từng phải nghe những lời khó nghe, hoặc giả vô tình thốt ra những điều gây tổn thương người khác. Nhà văn Hemingway từng nói, chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng. Về sau này, khi càng nói nhiều, khoảng cách giữa con người lại càng xa cách hơn, mâu thuẫn cũng nhiều hơn. Cổ nhân cũng có câu, động không bằng tĩnh, nói nhiều vốn chẳng bằng im lặng. Quả thực, lời nói là thứ rất dễ gây tổn thương người khác, và khi đã tạo thành vết thương đó thì rất khó lành lại như cũ. Nếu như trong giao tiếp, chúng ta chỉ chú trọng vào biểu đạt cá nhân, không nghĩ đến cảm thụ của đối phương, sẽ dễ gây hiểu lầm, bất đồng. Trong nhiều trường hợp, không nói lời nào còn tốt hơn trăm vạn lần so với nói những lời hồ ngôn lộng ngữ. Chu Dịch viết, các nhân chi từ quả, táo nhân chi từ đa, ngụ ý là người có uy đức thì không nói nhiều, người giảo hoạt mới dùng nhiều lời để nói. Lời nói phần nào phản ánh tâm hồn của mỗi người. Lời nói ra, kỳ thực có thể nhìn thấu rất nhiều điều trong đó. Chỉ cần để tâm quan sát, có thể nhận thấy những người khác nhau sẽ nói ra những lời khác nhau. Nói nên chậm, tâm nên thiện. Ở Lang Gia, Sơn Đông, Trung Quốc có gia tộc họ Dương nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Theo thống kê, chính sử ghi chép lại, từ thời Đông Hán đến triều Minh Thanh, kéo dài đến hơn 1.700 năm. Gia tộc này có tới 36 nữ tử làm hoàng hậu, 36 nam tử làm phò mã, lại có 35 người làm tể tướng. Mà gia tộc hiển hách này suốt bao đời chỉ tuân theo một giáo huấn gồm 6 chữ ngôn nghi mạng, tâm nghi thiện, tức là nói nên chậm, tâm nên thiện. Chúng ta không phải là thánh nhân,
Nếu nói quá nhanh không suy nghĩ sẽ rất dễ mắc lỗi. Có những người khi đối đáp thường rất nhanh, thoạt nhìn thì quả thực là có khả năng ăn nói, nhưng kỳ thực là lời nói ra không được suy xét kỹ càng, đầy những sơ hở. Những người như vậy kỳ thực sẽ không được người khác coi trọng. Khổng Tử dạy: thị du quân tử hữu tam khiên, ngôn dị cập chi nhi, ngôn dị chi táo, ngôn cập chi nhi bất, ngôn dị chi ẩn, dị kiến nhan sắc nhi, ngôn dị chi cổ. Tức là người quân tử thì có ba điều hổ thẹn: chưa đến lượt nói mà đã cất lời hấp tấp, mạo phạm người khác rồi. Đến lúc nói mà lại im lặng, thì chính là lấp liếm, không nhìn xét đến tâm trạng người khác, không quản sự rối ren của tình huống mà đã phán xét, thì có thể còn phạm sai lầm lớn hơn. Không nên dễ dàng đánh giá người hay sự việc. Thời đại Internet ngày nay giúp chúng ta nắm bắt các nguồn thông tin nhanh hơn, sớm hơn, cảm giác chỉ trong nháy mắt mà có thể biết được chuyện gì đang xảy ra trên toàn thế giới, biết được bạn bè chúng ta mỗi giờ mỗi phút đều đang làm gì, toàn bộ được phản ánh hết trên báo chí và các mạng xã hội. Nhưng cũng theo dòng xoáy gấp gáp ấy, chúng ta không còn có đủ thời gian để tìm hiểu xem đâu là thông tin thật, đâu là thông tin giả, cứ bị cuốn vào đó mà bình luận điều này, phán xét điều khác. Có một câu như thế này: những gì trên bề mặt bạn nhìn thấy chưa chắc hẳn đã đúng, bởi vì chân lý thường ẩn giấu rất sâu. Khi bạn nhìn thấy một vấn đề gì đó, có thể chỉ như thầy bói xem từng bộ phận của con voi, nhìn thấy cái tai, cái chân hay cái giòi voi, thông qua nguồn thông tin hữu hạn mình tiếp cận được, chứ không hoàn toàn nhìn thấu hết mọi mặt của nó. Những điều nhìn thấy đó sẽ khiến bản thân trong lúc vội vàng chưa suy xét hết mà đặt ra một định nghĩa riêng, không giống nhau. Định nghĩa đó có thể hoàn toàn sai khác với thực tế, và vô hình trung bạn lại gây ra lỗi lầm lớn. Với những người chúng ta không thực sự hiểu về họ, tốt nhất là hãy giữ sự tôn trọng và điềm tĩnh, không tùy tiện phát ngôn. Có nhiều người thể hiện ra bề mặt hết sức lạc quan, không câu nệ tiểu tiết, nhưng kỳ thực họ lại có những nỗi đau mà không muốn ai chạm tới. Hãy cẩn trọng khi nhắc tới chuyện riêng tư của bất kỳ ai. Mỗi người đều có một vết thương lòng, và khi bị khơi gợi lại, có thể mang đến sự tổn thương khó giãn hồi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những người có tu dưỡng thường biết im lặng, không tiết lộ điều bí mật cho người khác. Nói nhiều cũng là một loại bệnh, nên học cách im lặng. Tăng Quốc Phiên từng nói rằng, nói nhiều là điều đại ác trong kiếp nhân sinh. Tăng Quốc Phiên đã dành rất nhiều tâm sức trong cuộc sống của mình để cố gắng hạn chế bệnh nói nhiều. Ông cũng coi đây là một phần quan trọng trong giáo huấn gia đình, trong việc giáo dục hậu nhân. Có một câu chuyện kể về nhà văn người Mỹ Mark Twain. Mark Twain nghe bài thuyết giảng của mục sư tại nhà thờ. Ban đầu, ông rất cảm động trước bài diễn văn, còn dự định sẽ lấy một khoản tiền lớn để quyên tặng nhà thờ. Nhưng sau vài phút, vị mục sư vẫn tiếp tục nói, còn Mark Twain cảm thấy bắt đầu nhàm chán và quyết định giảm số tiền này xuống một nửa. Sau 10 phút, khi vị mục sư trên bục vẫn đang quyên thuyên không ngừng, Mark Twain cảm thấy không chịu nổi nữa, ông quyết định sẽ không quyên tặng tiền nữa. Trong tâm lý, hiện tượng này gọi là hiệu ứng quá giới hạn, nghĩa là khi bị kích thích quá nhiều, quá mạnh và thời gian quá lâu sẽ dẫn đến tâm lý cực kỳ khó chịu và phản tác dụng. Bệnh là từ miệng mà vào, họa là từ lời mà rước lấy. Mỗi người đều nên chịu trách nhiệm về những gì họ đã nói. Có những lời, người nói vô tâm, nhưng người nghe lại hữu ý. Nói mà không suy nghĩ kỹ, có thể mang đến hậu quả khôn lường,
thậm chí khiến bản thân có thêm bao nhiêu kẻ thù mà chẳng hay biết. Nhà triết học vĩ đại Socrates từng giảng về đạo lý ba cái sàn. Socrates nói, khi bạn muốn nói với ai đó một chuyện, ít nhất hãy dùng ba cái sàn để lọc. Cái thứ nhất gọi là sàn chân thực, cái thứ hai là sàn thiện ý và cái thứ ba là hữu ích, chính là điều chúng ta muốn nói có quan trọng hay không. Nếu như mỗi chúng ta đều có thể nghĩ đến ba cái sàn của Socrates khi muốn nhận định hay tranh biện gì đó, chúng ta sẽ có thể tránh được việc nói ra những lời vô nghĩa, đắc tội với người khác, đồng thời cũng thực sự cải thiện được bệnh nói nhiều của bản thân. Nói chuyện xuất từ thiên tính, im lặng xuất từ trí tuệ. Luận Ngữ giảng rằng, nói năng ít sai trái, làm việc ít hối hận, thì phúc lộc tự nhiên nằm trong đó rồi. Trong cuộc sống, người trầm tĩnh, im lặng có sức mạnh và chiều sâu hơn nhiều những ai thao thao bất tuyệt. Nhà văn Hemingway cũng nói, chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng. Về sau này, khi càng nói nhiều, khoảng cách giữa con người lại càng xa cách hơn, mâu thuẫn cũng nhiều hơn. Im lặng rất nhiều khi có sức mạnh vô cùng lớn. Sức mạnh ấy giống như có thể tụ hợp được hết thảy màu sắc của ánh sáng vậy. Từ xưa đến nay, rất ít người bởi vì trầm tĩnh mà phải hối hận, nhưng lại có rất nhiều người bởi vì nói nhiều mà không thể bù đắp nổi sai lầm. Đó là bởi vì lời ác chưa nói ra thì sẽ chưa gây hại, chưa có tính sát thương. Bởi vậy, im lặng chính là một cách mang đến sự bình an cho bản thân và cho người khác. Người chân thành thì ít nói, nhưng lời nói của họ là xuất phát từ thiên tính, nên có sức cuốn hút riêng, mang đến sự tin tưởng cho người khác. Một nhà thơ nổi tiếng của Đức từng có câu danh ngôn rằng, sinh mệnh chẳng thể nở ra những đóa hoa tươi rực rỡ từ những lời dối trá. Chỉ khi mỗi người đều có một trái tim thành thực, mới có thể thiện đãi cha mẹ, thiện đãi bạn bè, từ đó khiến xã hội trở nên hài hòa hơn. Những người nói như gió cuốn, nói mà không giữ lời, dẫu có thể lừa gạt người khác thậm chí nhất thời đắc ý, nhưng tuyệt đối chẳng thể bền lâu. Trong cuộc sống, còn một kiểu người ít nói nữa là người mưu sâu kế hiểm. Nhưng thà rằng vì ít lời mà bị người khác chê trách còn hơn bị chê trách vì nhiều lời. Trượt chân còn có thể đứng dậy đi tiếp, chứ lời nói lỡ thì rất khó vãn hồi. Nói lời không phù hợp, không nên nói, thì không bằng im lặng. Có một câu chuyện kể về nhà văn người Mỹ Mark Twain như thế này. Một lần Mark Twain tới nhà thờ, nghe bài thuyết giảng của mục sư. Ban đầu, ông rất cảm động trước bài diễn văn, còn dự định sẽ lấy một khoản tiền lớn để quyên tặng nhà thờ. Nhưng sau khá lâu, vị mục sư vẫn tiếp tục nói, còn Mark Twain đã bắt đầu nhàm chán và quyết định giảm số tiền này xuống một nửa. Đến khi vị mục sư trên bục vẫn quyên thuyên không ngừng, Mark Twain cảm thấy không chịu nổi, ông quyết định sẽ không quyên tặng tiền nữa. Rất nhiều lúc, trầm lặng là cảnh giới cao nhất của nói chuyện. Người diễn thuyết không đủ chiều sâu thường sẽ bù đắp bằng chiều dài. Người bình thường luôn mãi nói ra điều mình biết, nhưng người trí tuệ lại luôn mãi lắng nghe người khác nói. Bởi vậy, người có trí tuệ cao nhất cũng chính là người biết lắng nghe nhiều nhất, bởi nói nhiều không bằng biết nhiều. Cổ nhân có câu, việc chưa tới không nên nói nhiều, việc tới rồi không cần động thanh sắc, việc đã xong không cần khoa trương tài năng. Triết gia Socrates từng giảng về đạo lý ba cái sàn. Socrates nói, khi bạn muốn nói với ai đó một chuyện, ít nhất hãy dùng ba cái sàn để lọc. Cái thứ nhất gọi là sàn chân thực, cái thứ hai là sàn thiện ý và cái thứ ba là hữu ích.
Ba cái sàn này chính là để xem điều chúng ta muốn nói có quan trọng hay không. Nếu điều ấy không chân thật, không thiện mỹ, lại cũng không hữu ích, thì quả là không cần phải nói đến. Trong cuộc sống này, nếu chịu khó dùng ba cái sàn của Socrates, có lẽ chúng ta sẽ quẳng đi được bao nhiêu gánh lo. Đối với một sự việc, người mà có thể hiểu rõ nhất, biết nhiều nhất thông thường không phải người nói thao thao bất tuyệt, mà là người không dễ để lộ lời nói và nét mặt. Bậc trí giả xưa nay thường không muốn để lộ tài năng của mình. Họ hiểu nhiều mà nói ít, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới nói. Đó cũng là đức tính khiêm cung, không phô trương bản thân mình. Bảo trì sự trầm tĩnh, trầm mặc cũng là sách lược của người thông minh. Người xưa có câu, trí tuệ từ nghe mà có được, hối hận từ lời nói mà sinh ra. Người trí tuệ rất nhiều khi lấy im lặng để lên tiếng, lấy trầm mặc để nắm thế chủ động. Biết im lặng là trí tuệ, là cảnh giới cao của tu dưỡng. Có câu, học nói chỉ mất 2 năm, nhưng học im lặng thì phải mất cả đời. Biết im lặng không chỉ thể hiện của trí tuệ mà còn cho thấy trình độ tu dưỡng của một người. Booker T. Washington 1856 đến 1915 là một nhà giáo dục, tác giả và nhà lãnh đạo trong cộng đồng da đen Mỹ từ cuối những năm 1800 tới khi qua đời vào năm 1915. Ông là một trong những người Mỹ gốc Phi đầu tiên được mời đến Tòa Bạch Ốc. Có một giai thoại về Washington như thế này. Thời bấy giờ sự phân biệt đối xử với người da đen còn rất phổ biến ở Mỹ. Một lần, Washington đang cùng một người bạn da trắng đi trên đường. Khi họ đang vừa đi vừa trò chuyện thì Washington bị một người da trắng khiêu khích và ngạo mạn dùng tay đẩy mạnh làm ông ngã xuống đất. Washington bình tĩnh đứng dậy, lấy tay phủi bụi đất trên quần áo, không nói gì và trên nét mặt cũng không có vẻ gì là oán hận. Người bạn da trắng đi cùng ông vô cùng bất bình, tức giận nói, sao cậu có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã bắt nạt cậu như thế được? Washington bình tĩnh nhìn người bạn và nói, người nào muốn làm mình bực tức, mình sẽ không để người ấy làm được điều đó. Biện pháp tốt nhất chính là im lặng và không để ý đến họ. Khác với rất nhiều người da đen khác, Washington không trực diện đối đầu với các chính sách bất công với người da đen. Ông nhận ra rằng một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến người da đen bị phân biệt đối xử là vì thời bấy giờ người da đen quả thật có nền tảng suy nghĩ, lối sinh hoạt, sự giáo dưỡng rất kém so với người da trắng. Do đó, Washington kết nối những người da đen, hợp tác cùng những người da trắng có thiện ý và thành lập nên hàng trăm trường học, các tổ chức giáo dục, đóng góp rất nhiều công sức cho việc nâng cao giáo dục của người da đen ở Nam Mỹ. Chính thái độ nhân sinh của nhà giáo dục Washington đã khiến ông trở thành lãnh đạo của người da đen ở nước Mỹ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trong cuộc đời, sẽ có lúc bạn nhận ra rằng ngàn lời nói chi bằng không nói một lời nào. Có rất nhiều trường hợp chúng ta gặp trong cuộc sống chính là cần biết im lặng như vậy. 1. Bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Đối mặt với việc bị xem nhẹ, có nói lời oán giận cũng là vô ích, lại càng khiến người khác xem nhẹ mình hơn. Điều ấy sẽ khiến mối quan hệ tồi tệ đi, mâu thuẫn xảy ra và dẫn đến kết quả xấu. Một người quá ôm giữ danh lợi thì dễ tổn thương và mất bình tĩnh khi bị xem nhẹ. Trên thực tế, sự sang quý hay hèn hạ, trọng hay khinh của một người không được quyết định ở tiêu chuẩn mà người ấy tự đặt ra. Bình tĩnh, khiêm tốn, không khoa trương, không cho mình là quan trọng,
thì rất nhiều khi tự nhiên bản thân sẽ trở thành người quan trọng trong mắt mọi người. 2. Bị nhục mạ, đừng nói lời sằng bậy, vô nghĩa. Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi bị người khác nhục mạ, rất nhiều người sẽ để bụng suy nghĩ. Khi bị cảm xúc chế ước, họ sẽ rất dễ suy đoán lung tung, hồ đồ. Khi đó, người ta thường phát tiết ra và nói những lời vô nghĩa. Vì vậy, khi bị người khác nhục mạ thì thái độ xử thế tốt nhất không phải là bất mãn, mà là tự suy xét lại bản thân mình, khách quan phân tích và tìm ra nguyên nhân khiến bản thân bị nhục mạ. Chúa Giê-xu giảng rằng, nếu bị ai giả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái. Nếu có thể mỉm cười đón nhận lời nhục mạ, thản nhiên để cho đối phương hạ cơn tức giận, thì cảnh giới tu dưỡng của một người đã rất cao rồi. 3. Gặp lúc thấy bất công, đừng nói lời đồn đại. Cảm giác bất công của con người trong đại đa số trường hợp đều xuất phát từ tâm ghen tị, tật đố, cùng như nhau. Vì sao anh ta được mà tôi thì không được? Đây là một tật xấu mà rất nhiều người mắc phải. Nó không chỉ ảnh hưởng tới tinh thần mà còn ảnh hưởng đến cả thân thể một người. Nó còn sinh ra lòng thù hận, mong muốn hãm hại người khác. Một người nên được gì thì đó là trong mệnh của họ đã có. Đối mặt với người hơn mình, không nên ghen tị, đố kỵ mà phao tin đồn để làm hại họ. Bởi vì thực ra hại người cũng chính là hại mình. 4. Được khen ngợi, đừng nói lời ngạo mạn, ngông cuồng. Khi được người khác khen ngợi, khẳng định năng lực, nghĩa là bạn làm tốt một lĩnh vực nào đó. Nhưng mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, đừng nên vì thế mà dội kiêu ngạo. Trong cuộc sống rất cần những lời khen ngợi, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ, tán thưởng của người khác mà trở thành người ngạo mạn, tự đại mà mê lạc mất bản thân. Người nói lời quá ngông cuồng, ngạo mạn thì chỉ nhận được sự chán ghét của người khác và họ sẽ dần dần rời xa bạn. Hãy nhớ kỹ rằng, để có được thành công, ngoài bản thân bạn ra còn có rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Trầm lặng là trí tuệ, là hàm dưỡng. Trong cuộc sống, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều từng phải nghe những lời khó nghe hoặc giả vô tình thốt ra những điều gây tổn thương người khác. Nhà văn Hemingway từng nói, chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng. Về sau này, khi càng nói nhiều, khoảng cách giữa con người lại càng xa cách hơn, mâu thuẫn cũng nhiều hơn. Người thực sự trưởng thành sẽ không quá khoa trương, không làm việc qua loa đại khái. Họ cũng không quá thiên về cảm xúc. Họ suy ngẫm trầm lặng, bởi vậy lời nói ra có giá trị, có trọng lượng và có tư tưởng. Đây chính là giá trị của sự lặng im. Trầm mặc là sự lắng động cần thiết. Có người nói rằng, nước trong vắt không phải là vì nó không có tạp chất, mà là vì nó có thể lắng động. Nước đục thì chỉ cần lắng lại một thời gian lâu cũng sẽ trở nên trong veo. Con người cần có một thời gian tĩnh tại mới có thể thực sự lắng động tâm hồn mình. Lặng im là chỗ dựa cho sinh mệnh, giúp bạn lắng lại những cảm xúc, những nghĩ suy và làm phong phú tâm hồn mình. Một người lặng lẽ ít nói thường có tính cách hướng nội. Bề ngoài họ kính tiếng bao nhiêu thì rất có thể nội tâm lại hoạt bát bấy nhiêu. Tĩnh lặng, chuyên tâm mới là sức mạnh của sự trầm mặc, cũng là sự thăng hoa của tự thân. Bởi lẽ phía sau sự an tĩnh của tâm hồn là một nơi xa hơn và rộng hơn, là khung cảnh diễm lệ hơn. Trầm lặng là triết lý xử thế, biết sử dụng nó lại là một nghệ thuật.
Lời nói của bạn cần giống như những vì sao trong đêm, chứ đừng giống như pháo sáng đêm 30. Có ai nuối tiếc pháo sáng kết thúc năm cũ? Lời nói không quý ở nhiều, mà quý ở kiệm. Kiệm ấy không phải là cô đơn tịch mịch, bởi lẽ tư duy của người ta sẽ luôn sẵn sàng hành động, như thanh kiếm sắc đựng trong bao vậy. Trầm lặng là một kiểu hàm dưỡng. Sau khi quan vũ đế Lưu Tú bại trận, vì muốn xem xét trạng thái các binh sĩ sau cuộc chiến, ông bèn đi tuần đêm khắp doanh trại. Trong láng trại, một vài người đang khóc lóc thở than, một vài người khác thì say bí tỉ, nức nở. Cả chặng đường đều nặng trĩu như mây đen u ám. Lưu Tú thấy vậy trong lòng lo lắng chẳng yên. Cuối cùng ông đến trước một láng trại, bên trong có một vị tướng quân trẻ đang ngồi. Cậu ta đang miệt mài lau vũ khí và áo giáp của mình bằng một mảnh vẽ. Nét mặt cậu không chút đau thương hay ủ rũ, cũng chẳng tỏ vẻ phẫn nộ hay hưng phấn, mà chỉ im lặng mãi miết lau binh khí trong tay, như thể trận chiến lần sau sẽ tới ngay tức thì. Trong lòng Lưu Tú thất kinh, thầm nghĩ người này về sau ắt thành đại sự. Chàng trai ấy chính là Ngô Hán, sau này là đại tướng quân của Đông Hán. Cậu trầm lặng là để chuẩn bị cho lần xuất quân tới. Cậu không tranh biện, không biểu cảm, dù buồn hay vui cũng đều giữ chặt trong lòng, khiêm nhường xử thế, dinh nhục chẳng thất sắc. Nhìn thông tỏ mà nên giữ trong lòng. Trong đối nhân xử thế, nhìn thông mà nói chẳng tỏ chính là đại trí tuệ. Rất nhiều việc trong lòng đã tỏ tường, nhìn thấu nhưng chẳng nên nói hết, thông hiểu nhưng chẳng nỡ vạch trần. Vào thời Tam Quốc, Dương Tu đảm nhiệm chức quan cai quản tiền tài, lương thực trong quân ngụy. Ông nhiều lần nắm được ý định của Tào Tháo, lại hồ đồ nói ra, khiến Tào Tháo nghi ngại. Đỉnh điểm của mâu thuẫn xuất hiện trong câu chuyện Kê Lặc tạm dịch, gân gà. Tào Tháo thống lĩnh đại quân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một đêm nọ thuộc hạ thỉnh giáo Tào Tháo khẩu lệnh trấn thủ ban đêm. Tào Tháo buộc miệng nói, Kê Lặc. Dương Tu nghe vậy bèn lập tức lệnh cho quân đội thu xếp hành trang. Mọi người vội vàng dây quanh hỏi rõ nguyên cớ. Dương Tu dương dương tự đắc nói, gân gà, thứ này ăn vào thì vô vị, mà bỏ đi thì tiếc, chứng tỏ chủ công dự tính về nhà rồi. Sau khi biết chuyện, Tào Tháo lập tức giết Dương Tu với tội danh mê hoặc lòng quân. Tuy vậy, hôm sau ông ta lại ra lệnh rút quân về. Mọi việc đều nên chừa lại cho người một đường lui, cũng là chừa lại cho mình một khoảng trắng, không chỉ là thiện ý mà còn làm vinh hiển nhân cách của bản thân. Im lặng khi cần thiết, không nên mồm miệng nhất thời nhanh nhảo. Có như vậy mới có thể hóa giải những mâu thuẫn và bối rối. Cổ nhân có câu, định mưu quý quyết, cơ xảo quý tốc, cơ sự quý mật, nghĩa là mưu tính quý ở sự quyết đoán, linh hoạt mềm dẻo quý ở sự nhanh chóng, chuyện đại sự quý ở việc bảo mật. Trong Ma Cật Kinh cũng nói, phòng ý như thành, thủ khẩu như bình. Ý là khắc chế tư tâm dục niệm như giữ thành trước kẻ địch, phải cẩn thận cái miệng của mình như đóng nuốt chai vậy.